Chương 11 Có như vậy một cái lão bà cũng rất tốt. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ma lạc năng bốn người tổ nơi đó thoạt nhìn phi thường hài hòa, nhất là thẩm cảnh vân cùng Trần Phùng Tinh, hai người rất ngọt mật. Lại nhìn tạ hiên cùng Chu Thịnh, thỏa thỏa hai cái 1.800 ngõa bóng đèn, so yến hội ngọn đèn còn muốn lượng, cố tình hai người giống như không cảm giác giống nhau, còn tại kia ăn khoan khoái, ăn xong rồi còn có chút ý còn chưa hết cảm giác sao vậy, các ngươi là tưởng lại đến một chén. Trên yến hội tràn ngập ma lạc năng mùi, còn nhường không nhường nhân hảo hảo khiêu vũ. Này cũng không mấu chốt, mấu chốt là này ma lạc năng thật sự đặc biệt hương. Tuy rằng này phùng tinh này coi như là tìm về bãi, nhưng là nàng còn là có chút phiền chán. Thẩm cảnh vân, đều tại ngươi. Trần phùng tinh thanh âm tươi ngọt, cho nên thốt ra lời này xuất khẩu có chút làm nũng cảm giác. Thẩm cảnh vân bị tức vui vẻ, hắn nói trách ta ta với ngươi kết hôn như thế lâu sao vậy không biết ngươi như thế hội chạm vào từ a chạm vào từ ta chạm vào từ ngươi ha ha dùng một cái độc nhất vô nhị chen ngang đổi lấy ma lạc năng kết quả nàng ăn phần này bên trong vậy mà một phần bạch tuộc hoàng đều không có lại nhìn thẩm cảnh vân nhất hộp bên trong vài cái hắn còn ghét bỏ cấp làm tới một bên ngươi không ăn nhưng là nói a còn chưa có chuyển động thời điểm trực tiếp giáp cho nàng không thể ma Trần Phùng Tinh cũng không muốn ở đi cái gì truyền thông đường cái nữ thần ma lạc năng tất cả đều là phóng viên nàng cũng không muốn ở thể nghiệm một chút ở phóng viên đàn bên trong run run cảm giác Thẩm Cảnh Vân cầm đũa giáp bạch tuộc hoàng liên tục ăn vài cái mới dừng lại đến hắn nói ha ha ngươi còn theo ta ha ha xem Thẩm Cảnh Vân ăn bạch tuộc hoàng Trần Phùng Tinh mỉm cười nói không với ngươi ha ha Ta còn với ngươi ha 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 a. Đi, Trần Phùng Tinh, ngươi đừng chỉ vào ta ở giúp ngươi. Ai dùng ngươi giúp a? À? Thẩm Cảnh Vân cầm lấy nước trái cây uống một ngụm, còn nói, bạch tuộc hoàng sao vậy như thế khó ăn a. À. Trần Phùng Tinh rất nghĩ cùng hắn đánh một trận a. À. Này thật sự là xem bắt nguồn từ mình muốn cùng nàng ly hôn, cho nên như thế kiên cường. Thẩm Cảnh Vân còn thật không biết Trần Phùng Tinh còn có thể như thế như thế khó diễn tả bằng lời. An tĩnh lại trần phùng tinh nhu thuận làm cho người ta muôn ôm trụ xoa xoa tóc của nàng, nàng một chút một chút ăn cái gì một mặt thỏa mãn bộ dáng, nhưng thẩm cảnh vân ở trong nháy mắt cảm thấy nàng đặc biệt đáng yêu. Có như thế một cái lão bà cũng rất tốt. Ý thức được bản thân có ý nghĩ này thời điểm, thẩm cảnh vân cảm thấy bản thân hôm nay là nhường trần phùng tinh này ma lạc năng cấp làm mộng bức. Như thế nghĩ tới, Thẩm Cảnh Vân thấu đi qua muốn nói chuyện với Trần Phùng Tinh, Trần Phùng Tinh hướng bên cạnh xe dịch ngồi xuống một bên, Thẩm Cảnh Vân lại đi bên cạnh nàng thấu thấu, Trần Phùng Tinh lại đi bên cạnh xe dịch, hai người có qua có lại, Trần Phùng Tinh ngồi xuống tạ hiên bên cạnh. Tạ Hiên, tẩu tử, ta sai lầm rồi. Trần Phùng Tinh. Trần Phùng Tinh luôn cảm thấy Tạ Hiên đối nàng có cái gì thành kiến. Lục Nhu tới được thời điểm có trong nháy mắt ghen tị nàng cho tới bây giờ sẽ không cùng thẩm cảnh vân mấy người kia ngoạn đến cùng nhau quá, nhưng là trần phùng tinh lại làm được. trần phùng tinh nếu biết lục nhu như thế tưởng, phỏng chừng hội cười ha ha, cùng bọn họ ngoạn đến cùng nhau. một cái muốn cùng nàng ly hôn, một cái nhìn thấy nàng bỏ chạy, còn có một trần phùng tinh chỉ nhớ rõ hắn họ chu, cho nên bọn họ là sao vậy ngoạn đến cùng nhau, là cái gì cho lục nhu ảo giác, làm cho nàng cảm thấy bọn họ bốn ngoạn đến cùng nhau liền bởi vì bọn họ cùng nhau ăn đốn ma lạc năng ma muốn như thế tính sau này đi ma lạc năng điếm ăn ma lạc năng lẫn nhau toàn xưng huynh gọi đệ quên đi vào nhà này ma lạc năng điếm sau này chúng ta chính là huynh đệ đại huynh đệ ngươi cũng đến ăn ma lạc năng a à. cũng không phải là nhà này ma lạc năng ăn ngon a à. lục nhu thái độ thành khẩn nàng nói phồn tin chúng ta có thể một mình tán gẫu một chút ma Lục Nhu bọn họ kế hoạch là nhường Lục Nhu đem Trần Phùng Tinh hẹn ra, rồi mới thừa lại người đi ngăn trở Trần Phùng Tinh, Lục Nhu ở trở về mời Thẩm Cảnh Vân nhất khiêu vũ. Vì cái gì muốn nhường Lục Nhu đi ước Trần Phùng Tinh đâu, bởi vì cái dạng này, Trần Phùng Tinh tài năng đủ yên tâm, sẽ không hoài nghi Lục Nhu muốn làm cái gì. Trần Phùng Tinh, một mình tán gẫu một chút. Đúng, một mình tán gẫu một chút. Ta cự tuyệt. Trần Phùng Tinh lại không phải người ngu, vì cái gì muốn cùng lục nhu một mình tán gẫu một chút, nàng đã tìm về bãi, ăn xong ma lạc năng liền triệt, ai còn muốn cùng ngươi lại ngoạn một lần cung tâm kế A. À? Chẳng lẽ võng du không hảo ngoạn ma, muốn tại đây với ngươi ngoạn cung tâm kế? Còn có cái kia độc nhất vô nhị, Trần Phùng Tinh còn muốn ngẫm lại một hồi sao vậy nói với Hà Thành đâu, bọn họ kế hoạch đều là cái gì cũng không quản trực tiếp chờ nàng cùng thẩm cảnh vân ly hôn khai phóng viên tuyên bố hội. Trần phùng Tinh muốn triệt, nhưng là Thẩm Cảnh Vân không thể tiếp tục ở Yến Hội đợi A. À. Cái kia lục nhu không là tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau nhảy ra tràn vũ ma, nếu một hồi bản thân trước triệt, như vậy Thẩm Cảnh Vân cùng lục nhu nhất khiêu vũ làm sao đây? Vừa mới nàng sao vậy không nghĩ tới cái này A? À? Trần Phùng Tinh nhìn về phía Thẩm Cảnh Vân, Thẩm Cảnh Vân ngồi ở kia vi hơi nhíu mày, căn bản không có muốn cùng nàng cùng rời đi Yến Hội ý tứ. Trần Phùng Tinh vì cái gì vừa mới muốn cùng thẩm cảnh vân tranh luận không phải là vài cái bạch tuộc hoàng ma cho hắn ăn đều cho hắn ăn hắn nếu còn tưởng ăn nàng đi truyền thông đường cái xếp hàng cho hắn mua trần Phùng tinh nhất chân nhẹ nhàng đá đá thẩm cảnh vân cẳng chân lại hướng tới hắn lấy lòng nở nụ cười thẩm cảnh vân nhìn về phía lục nhu hắn nói lục tiểu thư lục bá phụ ở đâu lục nhu mặc lộ vẻ tươi cười nàng nói là muốn đàm luận lần này hợp tác ma cha ta liền ở bên kia, chúng ta đều là thế giao, nếu Cảnh Vân muốn cùng nhau hợp tác, như vậy thật sự thật tốt quá, vừa vặn lần này hạng mục là ta phụ trách. Trần Phùng Tinh lại nhẹ nhàng đạp đá thẩm Cảnh Vân cản chân, thẩm Cảnh Vân không để ý nàng, Trần Phùng Tinh tiếp tục đá, thẩm Cảnh Vân còn không lý nàng, Lục Nhu đã bắt đầu giới thiệu hạng mục, Trần Phùng Tinh dùng sức một cước giẫm nát thẩm Cảnh Vân trên chân. Thẩm Cảnh Vân. Trần Phùng Tinh lần này không đá thẩm Cảnh Vân cản chân mà là tiếp tục dẫm nát hắn trên chân chính là không dùng lực nàng ủy khuất ba ba nói lão công không phải nói cùng nhau trở về ma lục tiểu thư hiểu lầm ta chỉ là còn có việc tưởng cùng lục bá phụ đánh cái tiếp đón đã hắn đang vội vậy lần sau đi dứt lời thẩm cảnh vân đứng lên lục nhu có chút thất vọng nếu có thể cùng thẩm cảnh vân cùng nhau hợp tác như vậy là có thể cùng thẩm cảnh vân làm việc với nhau Tạ Hiên cùng Chu Thịnh cũng đều đi theo Trần Phùng Tinh còn có Thẩm Cảnh Vân cùng nhau xuống lầu. Lục Nhu xem vài người bóng lưng khổ nở nụ cười, ra chủ ý vài người chạy tới, Lục Nhu một câu nói chưa nói, đã Thẩm Cảnh Vân đều đi rồi, như vậy nàng tiếp tục ở yến hội đợi có cái gì ý tứ a. Bên ngoài phóng viên đặc biệt nhiều, lại đều biết đến Thẩm Cảnh Vân đến đây, Trần Phùng Tinh. Tạ Hiên hỏi, "Tẩu tử, ngươi tới được thời điểm phóng viên nhìn đến ngươi ma? Không có. Một hồi chúng ta tách ra đi. Trần Phùng Tinh nói xong túng ở thẩm cảnh vân ống tay áo, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Thẩm cảnh vân theo bản năng từ nay về sau lui một bước, Trần Phùng Tinh dùng sức nắm chặt tay áo của hắn. Nới ra. Không buông. Thẩm cảnh vân cùng Trần Phùng Tinh hổ nhìn nhau. Thẩm cảnh vân thật không biết, này Trần Phùng Tinh sao vậy liền, liền như thế nhiều người không thể thuyết phục đâu. Cái kia chúng ta hai cái trước đi ra ngoài. Chu Thịnh nói xong liền muốn lôi kéo Tạ Hiên cùng đi, Tạ Hiên vẫn là rất đạt đến một trình độ nào đó, một cái vẻ lắc đầu. Trần Phùng tinh tấu thẩm cảnh vân làm sao đây? Nhưng là Tạ Hiên vẫn là bị Chu Thịnh cấp túng đi ra ngoài, vừa đến bên ngoài hắn liền hô, Chu Thịnh, vậy ngươi sao vậy có thể nhường cảnh ca cùng Trần Phùng tinh một mình ở chung đâu? Chu Thịnh, hai người bọn họ, Hai người bọn họ sao vậy sẽ không có thể một mình ở chung? Trần Phùng tin động thủ làm sao đây? Ha 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 Trần Phùng tin động thủ, liền nàng cái kia tiểu thân thể cùng thẩm cảnh vân động thủ. Tạ hiên nóng nảy, hắn nói, Chu Thịnh, ngươi đừng cười, ta nghiêm cẩn. Ta biết ngươi nghiêm cẩn, ngươi nghiêm cẩn ở đậu ta cười, tốt lắm hiện tại ngươi đem ta đậu nở nụ cười, ta mời ngươi đi ăn khuya. Trần Phùng Tinh túng trụ Thẩm Cảnh Vân góc áo là có dụng ý, nàng tưởng cùng Thẩm Cảnh Vân đàm luận một chút ly hôn sự tình, tuy rằng nàng không thể bị động, nhưng là có lẽ Thẩm Cảnh Vân hội mở miệng nói ly hôn sự tình A. À. Trong hành lang mặt, Trần Phùng Tinh thải mềm mại thảm, tâm tình có chút không yên. Thẩm Cảnh Vân thanh âm trầm thấp còn giàu có từ tính, hắn nói Trần Phùng Tinh. Trần Phùng Tinh dơ dơ lên cầm, nàng nói Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân cợt nhã, đánh giá Trần Phùng Tinh một hồi mới mở miệng nói, sao vậy, tưởng đổi loại phương thức khiến cho của ta chú ý, làm cho ta đừng với ngươi ly hôn, vẫn là. Nói đến hắn đây dừng một chút mới tiếp tục nói, vẫn là muốn nhìn ngươi một chút đem không đem của ta chân thải thủng. Trần Phùng Tinh nới ra cầm lấy thẩm cảnh vân ống tay áo thủ, nàng nói, tưởng theo ta ly hôn. Thẩm cảnh vân gật đầu, bằng không đâu, ta nghĩ với ngươi thiên trường địa cửu. Nói xong hắn còn hừ một tiếng. Trần Phùng Tinh đi phía trước mại vài bước, ở khoảng cách Thẩm Cảnh Vân nửa bước vị trí ngừng lại, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy khoảng cách Trần Phùng Tinh có chút gần, hắn từ nay về sau lui lại mấy bước, Trần Phùng Tinh nương cơ hội này đi phía trước đi mấy bước trực tiếp đem Thẩm Cảnh Vân bước đến dán vách tường. Trần Phùng Tinh đưa tay chống tại trên tường trắng Thẩm Cảnh Vân phía trước, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Thẩm Cảnh Vân thời điểm càng là khẽ mỉm cười. Thẩm Cảnh Vân còn nở nụ cười một tiếng, hắn một bên xả bản thân ca rác vừa nói, Trần Phùng Tinh, ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Cảnh Vân vừa mới dứt lời, Trần Phùng Tinh dùng ngón trỏ khơi màu của hắn cầm, nàng chuyện cười thản nhiên, ta sửa chủ ý, tưởng ly hôn có thể, ta cũng một phân tiền không cần của ngươi, nhưng là... Thẩm Cảnh Vân ngâm đen con ngươi xem Trần Phùng Tinh, hai người trong con ngươi mặt ánh là lẫn nhau thân ảnh, hắn hỏi. Nhưng là cái gì? Chương 12 đem ta dỗ vui vẻ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đem ta dỗ vui vẻ, ta liền với ngươi ly hôn. Trần Phùng Tinh mắt chữ trát nha trát không đợi Thẩm Cảnh Vân làm gì phản ứng, nàng tiếp tục nói cho ngươi một chu thời gian, một chu hậu chúng ta có thể hay không đi lĩnh ly hôn chứng thành nhìn ngươi. Thu tay, Trần Phùng Tinh từ nay về sau lui một bước, lại đối với Thẩm Cảnh Vân sau một cái cố lên động tác. Hành lang rất dài, Trần Phùng Tinh bộ pháp nhẹ nhàng, hai cái trắng ngoãn tay nhỏ bé lưng ở sau người, sợi tóc đi theo nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái. Thẩm Cảnh Vân cả người tựa vào trên tường, xem nàng khoảng cách bản thân càng ngày càng xa bóng lưng theo trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm ở miệng, hắn cầm bật lửa ấn động, ngọn lửa một hồi giấy lên một hồi tắt, mãi cho đến Trần Phùng Tinh đến chỗ rẻ, hắn mới đem yên cấp châm. Thẩm Cảnh Vân, ta sẽ không với ngươi ly hôn, chẳng sợ cuộc hôn nhân này danh nghĩa. Nghĩ tới Trần Phùng Tinh nói những lời này, Thẩm Cảnh Vân nở nụ cười một tiếng, hắn thấp giọng nói, nữ nhân tâm đáy biển châm A. Tạ Hiên đến cùng vẫn là thật đạt đến một trình độ nào đó, cứng rắn lôi kéo Chu Thịnh đã trở lại, hai người một đường cãi nhau, nhìn thấy Thẩm Cảnh Vân mới yên tĩnh xuống dưới. Tạ Hiên kêu lên, cảnh ca. Thẩm Cảnh Vân đem yên khác diệt, hắn nói, đã đến đây kia cùng đi ta nhà trọ đi. Tạ Hiên hỏi, chơi mặt trượt ma, chúng ta tam thiếu nhất, trừ phi ngoạn đấu địa chủ. Chu Thịnh Trở về xem Trần Phùng Tinh diễn phim truyền hình, cái gì thời điểm soát xong rồi, cái gì thời điểm đi làm. Thẩm Cảnh Vân cất bước đi về phía trước. Xem Trần Phùng Tinh diễn phim truyền hình. Đây là chịu kích thích. Trần Phùng Tinh nhan giá trị thật nổi danh, của nàng kỹ thuật diễn cùng nàng nhan giá trị giống nhau nổi danh. Đơn giản điểm, thì phải là Trần Phùng Tinh diễn phim truyền hình không có cách nào khác xem, đương nhiên trừ bỏ nàng kia khuôn mặt. Tạ Hiên nghẹn nửa ngày nghẹn xuất ra một câu, cảnh ca như thế luẩn quẩn trong lòng ma. Tạ Hiên là khai giải trí công ty, lúc trước Trần Phùng Tinh xuất đạo thời điểm, Tạ Hiên còn tưởng muốn đem nhân làm tới bản thân giải trí công ty, kia nhan giá trị, hỏa đứng lên quả thực rất dễ dàng. Nhưng là Tạ Hiên thương nhân A, cho nên quan vọng một đoạn thời gian, đợi đến Trần Phùng Tinh phim truyền hình bá ra thời điểm, hắn còn nhìn nhất tập, Xem xong Trần Phùng Tinh phim truyền hình, hắn liền không có muốn đem Trần Phùng Tinh làm tới bản thân giải trí công ty ý tưởng. Sao vậy nói đi, Trần Phùng Tinh xinh đẹp, nhưng là cũng chỉ có thể dựa vào mặt ăn cơm, này cùng Tạ Hiên muốn không giống với, hắn tưởng bồi dưỡng một cái có thể đi lên quốc tế minh tinh, mặc kệ là nhan giá trị vẫn là kỹ thuật diễn đều phải ở tuyến mới có thể. Vốn cho rằng cùng Trần Phùng Tinh cũng không có cái gì giao tế, nhiều nhất chính là cái gì trao giải điển lễ thượng có thể gặp được không thành tưởng, Trần Phùng Tinh gả cho Thẩm Cảnh Vân. Khi đó Tạ Hiên còn hối hận đâu, nếu lúc trước hắn ký hẹn Trần Phùng Tinh, Trần Phùng Tinh sao vậy cũng là Tam Tuyến Minh Tinh, truyền thông cũng không đến mức mỗi ngày đưa tin cái gì Thẩm Cảnh Vân cưới một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, này xem mặt thế giới. Về phần hiện tại, Tạ Hiên càng hối hận, hắn nếu ký hẹn Trần Phùng Tinh, kia hắn chính là Trần Phùng Tinh lão bản, còn dùng sợ Trần Phùng Tinh ma Chu Thịnh nói, còn không bằng ngoạn đấu địa chủ đâu. Chu Thịnh cùng Tạ Hiên đối diện một chút, hai người chạy nhanh đuổi theo. Trần Phùng Tinh thật vất vả né tránh bên ngoài phóng viên lên xe, ngồi xuống điều khiển vị thượng hệ tốt lắm dây an toàn, nàng theo trong túi đem chính mình di động đào xuất ra. Điểm khai trong di động mặt bị Vong Lục nhắc nhở, xem bị Vong Lục, nàng thở dài, nàng nói, coi như dùng hôn hậu tài sản cấp cuộc hôn nhân này một cái công đạo, cấp bản thân một cái công đạo. Nếu không là vừa vặn theo yến hội lúc đi ra, di động nêu lên thật lâu trước kia nàng viết bị vong lục, phỏng chừng hiện tại nàng đều phải cùng thẩm cảnh an bắt đầu ký giấy thỏa thuận ly hôn. Lúc này trên đường vẫn là tương đối đổ, Trần Phùng Tinh dùng xong hơn một giờ mới về nhà. Vào cửa hậu, Trần Phùng Tinh một bên đổi dép lê một bên cấp Hà Thành gọi điện thoại. Trần Phùng Tinh nói, cảnh ca, ly hôn tuyên bố hội liền định ở một chu sau này đi. Hà Thành, ngươi phân bao nhiêu tiền? Hà ca, chúng ta không thể như thế tục. Hảo ta không như thế tục, cho nên ngươi phân bao nhiêu tiền? Trần Phùng Tinh đi trong tủ lạnh mặc lấy nước khoáng, uống một ngụm nước nàng nói, ta một phần đều không cần. Hà Thành, Trần Phùng Tinh một phần cũng chưa muốn. Trần Phùng Tinh cười hì hì nói, cái kia Hà ca ta hôm nay đi truyền thông đường cái. Còn đi truyền thông đường cái? Hà Thành cảm thấy bản thân muốn điên hắn sao vậy càng ngày cũng xem không hiểu Trần Phồn tin đâu, còn có truyền thông đường cái tất cả đều là phóng viên, nàng đi truyền thông đường cái làm gì ma, đi hưởng thụ phóng viên đèn plasma. Ta ăn ma lạc năng thời điểm xếp hàng đệ 99 hào, rồi mới. Vì chen ngang, ta liền. Ngươi liền, ngươi liền xảy ra chuyện gì? Hà Thành ngưng thần tỉnh khí, nói chuyện đều là nhỏ giọng còn có chút lắp bắp. Ta liền dùng độc nhất vô nhị thay đổi một cái chen ngang. Hà Thành đã không cáo kỉnh. Phùng Tinh A, ngươi hãy nghe ta nói, giảng đạo lý này hôn hậu tài sản ngươi là hẳn là cùng thẩm cảnh vân muốn, còn có cái kia ngươi đi truyền thông đường cái không bị phóng viên chụp đến đi, hẳn là không bị chụp đến, ta soát cả đêm uy bổ, cũng không thấy được có tin tức nói ngươi đi truyền thông đường cái. Trần Phùng Tinh nói, Hà Ca, ngươi phải tin tưởng ta, tương lai ảnh hậu hội kém về điểm này ly hôn hậu tài sản ma. Tương lai ảnh hậu, ly hôn hậu tài sản, cho dù là Trần Phùng Tinh cầm 10 cái ảnh hậu, có lẽ cũng so ra kém kia ly hôn hậu tài sản, huống chi. Trần Phùng Tinh kỹ thuật diễn. Hà Thành này sầu a. Đối với Trần Phùng Tinh, Hà Thành thật sự không phải bình thường dụng tâm, sau đó Trần Phùng Tinh kết hôn lui vòng, hắn cũng không mang nghệ nhân, hiện tại Trần Phùng Tinh muốn tái nhậm chức, hắn cao hứng nhất, nhưng là, này con người tính cách sao vậy cùng trước kia một điểm không giống với a. Bình Hoa không kỹ thuật diễn, đây là ngoại nhân đối Trần Phùng Tinh đánh giá. Hà Thành cùng Trần Phùng Tinh ở chung rất thời gian dài, cho nên hắn cảm thấy Trần Phùng Tinh chính là một cái nhu thuận xinh đẹp, đặc biệt có hiểu biết một cái tiểu cô nương, hiện tại sao vậy, sao vậy như thế tùy hứng đâu. Trần Phùng Tinh có thể không tùy hứng ma, ở mặt thế đợi như vậy lâu, thật vất vả trở về, cảm giác cả người ý tưởng đều cùng trước kia không giống với, liền tính ý tưởng giống nhau, kia điều này cũng là mười mấy năm sau này Trần Phùng Tinh, có thể cùng trước kia giống nhau ma. Khuyên bảo Trần Phùng Tinh hơn một giờ, Trần Phùng Tinh thái độ ôn hòa chính là đặc biệt kiên trì, giống như nàng kiên trì sự tình người khác sao vậy khuyên cũng vô dụng, rơi vào đường cùng. Hà Thành hỏi, kia muốn sao làm một ba ma, người muốn tái nhậm chức, vừa vặn nương này cổ đông phong. Không cần, một chu hậu ly hôn tuyên bố hội, tuyên bố hội đã xong ta nhận một cái độc nhất vô nhị rồi mới liền phong bế huấn luyện, huấn luyện kết thúc sau này chúng ta ở tiếp kịch. Trần Phùng Tinh đem bản thân sau này muốn làm việc an bày xong. Trần Phùng Tinh này thái độ thì phải là sự tình đều giải quyết, chỉ kém một cái phóng viên tuyên bố hội, việc khác ai khuyên cũng chưa dùng. Hà Thành cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao có kia bút ly hôn hậu tài sản, Trần Phùng Tinh sau này bản thân làm đầu tư thương đều có thể, nhưng là Hà Thành vẫn là tin tưởng Trần Phùng Tinh mà hắn hiện tại tốt nhất chính là giúp Trần Phùng Tinh đem tái nhậm chức sự tình cấp làm tốt, rồi mới tiếp đến nhất bộ tốt phim truyền hình. lại cùng Trần Phùng Tinh hàng huyên một hồi lâu, Hà Thành thế này mới treo điện thoại. Trần Phùng Tinh uống xong rồi một lọ nước khoáng, ngay sau đó liền xem chính mình tay ngẩn người, tay nàng làn da sao vậy hội như thế tốt? mấy ngày nay nàng liên thủ màng cũng chưa làm a. À. đợi chút, ngưng lộ. Mấy ngày nay nàng làm ra đến ngưng lộ đều sát thủ, chẳng lẽ là cái kia ngưng lộ có thể làm hộ phu thủy. Trần Phùng tin tưởng ngày mai sát một chút mặt thử xem, nhưng là vừa có chút không dám, vẫn là ở sát vài ngày thủ đang nhìn xem này ngưng lộ công hiệu đi. Thẩm cảnh vân bên kia ở trên mạng tìm Trần Phùng tin sở biểu diễn sở hữu phim truyền hình, tổng cộng có tam bộ, một cái đảm nhiệm nữ chính, khác hai cái phân biệt một cái đảm nhiệm nữ tam hào, một cái là tiểu phối hợp diễn, về phần điện ảnh, Trần Phùng Tinh còn chưa có chụp nhớ chuyện xưa đâu. Còn có không có cái khác Tống Nghệ Tiết Mục Linh Tinh a? Chu Thịnh mở miệng hỏi nói, Trần Phùng Tinh diễn đều là phim thần tượng, hoặc nhìn cũng không tệ. Nhắc tới này, Tạ Hiên so Thẩm Cảnh Vân đều hiểu biết, hắn nói Tống Nghệ Tiết Mục tham gia quá vài cái, là vì kia bộ đảm nhiệm nữ chính phim truyền hình làm tuyên truyền. Chu Thịnh kia vẫn là xem tivi kịch đi, nếu chúng ta suốt đêm phỏng chừng ngày mai buổi tối có thể đủ đều xem xong. hai người kia đến bây giờ đều không biết thẩm cảnh vân vì cái gì muốn xem trần phùng tinh chụp phim truyền hình. cái kia, cảnh ca, chúng ta vì cái gì muốn xem trần phùng tinh diễn phim truyền hình a? tạ hiên mở miệng hỏi nói. thẩm cảnh vân ngồi ở kia, nhìn đến phim truyền hình bắt đầu diễn, mới hồi đáp, dỗ nàng vui vẻ. tạ hiên, dỗ nàng vui vẻ ngươi dỗ nàng vui vẻ xem cái gì phim truyền hình a à, nàng lại không biết ngươi như thế si hán đem nàng diễn phim truyền hình nhìn một lần ngươi đi đưa châu báu đưa bao đều có thể a à. đợi chút bọn họ đến cùng cách không ly hôn phim truyền hình kịch tình bắt đầu diễn mà này phim truyền hình thứ nhất mặt chính là nam chính cùng nữ chính thổ lộ bởi vì là phim thần tượng cho nên thoạt nhìn đặc biệt lãng mạn thẩm cảnh cười nói liền này tạ hiên cái gì Thẩm Cảnh Vân, ngày mai hay dùng này dỗ nàng vui vẻ. Tạ Hiên Tạ Hiên này lại điên rồi một cái, Trần Phồn Tinh điên rồi, Thẩm Cảnh Vân sao vậy cũng đi theo cùng nhau điên rồi. Cái kia, thực sự sáng ý, ha 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 ha. Chu Thịnh cười khang vài tiếng. Chương 13 Vì sao đều là lục sắc? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Sáng sớm trời còn chưa sáng, Hà Thành Vi tính liền một cái tiếp theo một cái phát ra đi lại. Trần Phùng Tinh bị đánh thức, mở ra đèn bàn, một bên xoa mắt chữ, một bên ngồi dậy. Điểm Khai Vi tính mặt biên, Trần Phùng Tinh đè lại giọng nói tin tức, Vi hơi liêm diêm mắt chữ, nói liên tục nói ngữ khí đều lộ ra ta thật vây, ta phi thường vây, ta còn tưởng ở ngủ một cái hấp lại thấy cảm giác. Hà Ca, ngươi sao vậy như thế đã sớm đi lên a? Ta. Một cái gánh bát ngươi lý tưởng nam nhân cho nên thỉnh không nên hỏi ta vì cái gì như thế đã sớm đi lên, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì ta một đêm này cũng chưa ngủ. Sau này ngủ nhất định tắt máy. Phùng tin, phóng viên tuyên bố hội nơi sân ta đã chọn xong, phát cho các truyền thông thiết mời cũng đều chuẩn bị tốt, nhưng là lễ phục ta không có biện pháp cho ngươi quyết định A, à, quần áo hình ảnh ta đều phát cho ngươi, ngươi tuyển một cái, ta hiện tại làm cho người ta đi cho ngươi định hoặc là cùng phẩm bài mượn. Trần Phồn Tinh mở mắt chữ, bắt đầu hướng lên trên phiên vi tính tin tức, quả nhiên Hà Thành cho nàng phát ra ít nhất hơn 10 trương hình ảnh, quần áo là đều rất đẹp mắt, nhưng là... Hà Thành lại phát đến đây một cái giọng nói tin tức. Thế nào, này đó đều là ta vội cả đêm tuyển, nơi sân cùng thiếp mời gọi cuộc điện thoại là được rồi, hơn nữa giải trí công ty toàn lực duy trì ngươi, nhưng là này lễ phục phiền toái A, ngươi như thế lâu cũng chưa chính thức khai cái cái gì phóng viên tuyên bố hội hơn nữa đây là ngươi ly hôn hậu lần đầu lộ diện cần phải kinh Diễm toàn trường a trần phùng tinh điểm mở video clip tán gẫu video clip tán gẫu chuyển được hà thành chính ngồi trên sofa trên bàn trà mặt cắt nhất laptop bên cạnh còn có đồ ăn và đồ uống đồ uống là nâng cao tinh thần hà ca a phùng tinh a trần phùng tinh nói lễ phục đều rất tốt nhưng là vì cái gì đều là lục sắc a trần phùng tinh vừa mới nhìn một cái hình ảnh cảm giác nhan sắc không sai, hoặc nhìn đặc biệt tươi mát, rồi mới thật phồn tinh tiếp tục hướng lên trên phiên, tiếp tục phiên, tiếp tục phiên. Lục nhạc, thâm lục, xanh biếc, xanh lá mạ, chanh lục, lá sen lục. Toàn đặc ma là lục sắc, trách không được bộ suốt đêm tìm lễ phục, có thể tìm được như thế nhiều lục sắc lễ phục cũng là làm khó hà thành. Hơn nữa cả đêm không ngủ, liền hắn, không tài năng điên cuồng quái. Cái gì lục sắc A, này kêu tha thứ sắc, Ngươi mặc đi tham gia phóng viên tuyên bố hội thật tốt A, à, có thể chương hiện ra của ngươi khí chất, có năng lực cho thấy của ngươi thái độ. Trần Phùng Tinh cho thấy của nàng thái độ, cho thấy nàng cái gì thái độ, cho thấy nàng tha thứ thái độ ma. Hà Thành tiếp tục nói, ngươi mau tuyển một cái, chúng ta chạy nhanh nhìn xem sao vậy có thể làm tới kia kiện lễ phục. Trần Phùng Tinh, Hà Ca, có phải không phải còn muốn xứng một cái lục sắc thủ liên lục sắc vòng cổ A? À? Không cần. Nhất kiện lục sắc lễ phục là đủ rồi, nhiều lắm nhan sắc không tốt phối hợp. Còn muốn phối hợp? Hà ca. a, à. Ngươi vui vẻ là tốt rồi, tuyển kỳ kiện ngươi định đi. Hà thành lúc đó liền không vừa ý, hắn nói, chẳng lẽ lục sắc khó coi ma. Trần Phùng Tinh Hô lớn khẩu hiệu, thật tươi mát, rất xinh đẹp, thật sức sống, rất đẹp mắt, của chúng ta nguyên tắc là, đem lục sắc lễ phục tiến hành đến cùng. Hà thành phi thường vừa lòng. Lễ phục sự tình liền như thế định rồi xuống dưới, cuối cùng là Hà Thành cấp Trần Phùng Tinh lựa chọn nhất kiện xanh lá mạ sắc, cái này quần áo là A Gia mới nhất khoảng, mấy ngày hôm trước vừa mới ở Tú Thượng thể hiện thái độ, muốn làm cái thứ nhất mặc áo quần này nữ minh tinh, Hà Thành còn muốn đi giao thiệp một chút. Nhưng là này đối Hà Thành không cái gì khó khăn, bởi vì chỉ bằng Trần Phùng Tinh lần này tuyên bố hội nội dung, A Gia miễn phí đưa nàng đều có thể. Trần Phùng Tinh đến cùng là ngủ một cái hấp lại thấy, Chờ nàng ở tỉnh thời điểm, đã là buổi sáng hơn 9 giờ, lần này lại là nhường chung cửa thanh cấp đánh thức, nàng dùng chăn ôm lỗ tai, ngoài cửa chung cửa thanh bám riết không tha một cái vẻ vang. Thải dép lê, Trần Phùng Tinh đi mở cửa, đi đến bàn trà nơi đó còn thuận tiện cầm stray, một hơi đem stray uống xong rồi mới thanh tỉnh một ít. Tạ Hiên nhìn thấy Trần Phùng Tinh phi thường lễ phép, ngay cả ánh mắt cũng không dám loạn xem, hắn nói tẩu tử hảo. Không biết vì cái gì? Tạ Hiên cảm giác áp khí đặc biệt thấp. Có phải không phải hắn ầm ỉ trần phùng tinh ngủ? "Gì? Cái gì thanh âm?" Tạ Hiên dè dặt cẩn trọng ngẩng đầu, liền nhìn đến Trần Phùng Tinh trong tay Bình đã thành một cái phế bình. "Tạ Hiên, ngươi sao vậy không chạy?" Trần Phùng Tinh hỏi. Này Tạ Hiên mỗi lần nhìn thấy bản thân đều phải chạy, lần này sao vậy còn đi lại tìm nàng, hơn nữa nhìn đến nàng cũng không chạy. Tạ Hiên rung rung chân, Hắn cảnh ca nhất định là nhường Trần Phùng Tinh cấp tấu, bằng không ngày hôm qua có thể kỳ kỳ quái quái ma, xem Trần Phùng Tinh diễn phim truyền hình, còn muốn dỗ nàng vui vẻ. Theo ngày hôm qua vội sống đến bây giờ mới đem sự tình đều cấp thu phục. Cái kia, Tẩu tử, ta cảnh ca làm cho ta đi lại tiếp ngươi. Tiếp ta, tiếp ta cạn cái gì? Trần Phùng Tinh trong tay Striping bình lại dùng sức nắm lại. Tạ Hiên tốc độ nói đặc biệt mau. Ngày hôm qua hắn nhìn ngươi diễn viên chính phim truyền hình, nói là dỗ ngươi vui vẻ, muốn dựa theo ngươi diễn phim truyền hình cho ngươi kinh hỉ, cho ngươi cảm động một chút. Ngay tại chúng ta thị vùng ngoại thành một cái huân y thảo trấn nhỏ, rồi mới đâu, rồi mới ngươi vừa vào huân y thảo trấn nhỏ, có người kéo đàn violin, cảnh ca theo huân y thảo bên trong đường nhỏ đi ra cho ngươi đưa nhất thúc hoa. Chúng ta trả lại võng tra xét, trên mạng nói đây là hoàng mỹ lãng mạn nữ hài đều sẽ bị cảm động. Ngươi bị cảm động sẽ rất vui vẻ. Trần Phùng Tinh. Các ngươi ở đâu cái trang web tra? ở ngọt ngào diễn đàn. Tạ Hiên trả lời xong rồi hướng về phía Trần Phùng Tinh nghe răng cười nói, Tẩu Tử, có thể cùng ta đi Huân Y Thảo Trấn nhỏ ma. Một hồi đi ngươi có thể hay không cho rằng ta không cùng ngươi nói này hoàn mỹ lãng mạn a. À, đến lúc đó ngươi nhất định phải biểu hiện kinh hỉ một ít. Trần Phùng tinh vỗ vai hắn một cái, sau này các ngươi vẫn là đổi cái diễn đàn đi. Tạ Hiên là cái rất cố chấp nhân, vì cái gì phải thay đổi cái diễn đàn? Ha ha. Ngay sau đó trả lời Tạ Hiên là tiếng đóng cửa. Tạ Hiên tưởng muốn tiếp tục ấn chuông cửa, chuông cửa còn chưa có đè xuống đi đâu, Trần Phùng tinh nói, ngươi ở ấn chuông cửa, ngươi cùng vừa mới cái kia Sprite chính là huynh đệ. Tạ Hiên cắt hắn làm sai rồi cái gì? vì cái gì muốn xem Trần Phùng Tinh diễn phim truyền hình, vội cả đêm đi lại tìm Trần Phùng Tinh. Trần Phùng Tinh trực tiếp đem Stray Bình cấp niết phế đi, còn nói hắn nếu ở ấn chuông cửa chính là cái kia Stray huynh đệ. Tâm thiện mệt a. À. Trần Phùng Tinh đây là ngủ không được, trở về sau này ngưng ra ngưng lộ. Vừa mới tưởng sát đến trên tay, nàng do dự một chút, nghe thấy một chút này ngưng lộ, cảm giác ngọt ngào đặc biệt dễ ngửi. Này này nọ có thể làm hộ phu phẩm đi này này nọ có thể uống đi. Trước kia ở mặt thế thời điểm Trần Phùng Tinh chính là uống bản thân dùng thủy dị năng biến ra thủy. Trần Phùng Tinh cũng không biết sao vậy nghĩ tới, vậy mà cấp kia một giọt ngưng lộ cấp ăn. ăn xong rồi sau này Trần Phùng Tinh đều ngây ngẩn cả người, nhưng là này này nọ hảo hảo ăn a, à, có thể hay không trở thành mật xả nước uống đâu. Trần Phùng Tinh ta suy nghĩ cái gì, cho nên này này nọ đến cùng có thể hay không uống. Cái này Trần Phùng Tinh là thật không mệt nhọc, tuyệt không mệt nhọc, ở trong phòng đi tới đi lui, nước khoáng liền uống lên tam bình. 10 phút trôi qua. 20 phút trôi qua. 30 phút trôi qua. Trần Phùng Tinh vẫn như cũ cái gì phản ứng đều không có, cái này Trần Phùng Tinh mới có chút yên tâm, này này nọ hẳn là chính là cùng mặt thế giống nhau thủy dị năng, chỉ là vì nàng xuyên việt đã trở lại, cho nên chỉ có thể mỗi ngày biến ra như vậy một giọt ngưng lộ ngẫm lại chính mình tay có lẽ này này nọ có thể mỹ dung tạ hiên vui vẻ vui vẻ chạy tới lại vui vẻ vui vẻ chạy trở về dặm khoảng cách cái kia huân y thảo trấn nhỏ cũng không xa cũng liền hơn một giờ lộ trình tạ hiên xe vừa mới khai vào huân y thảo trấn nhỏ đàn lông thanh âm liền vang lên tạ hiên bỗng nhiên có chút không nghĩ xuống xe làm sao đây a à. chu thịnh gặp trên xe chậm chạp không ai xuống dưới hắn còn đi qua tự mình hỗ trợ mở cửa xe kết quả xe cửa vừa mở ra chỉ nhìn thấy ngồi ở điều khiển vị thượng tạ hiên chu thịnh hỏi trần Phùng tin đâu nàng làm chúng ta đổi cái diễn đàn đừng đi ngọt ngào diễn đàn còn nói ta muốn là ở ấn nàng gia môn linh khiến cho ta cùng stray thành huynh đệ chu thịnh đây đều là cái gì loạn thất bát tao a à? cách đó không xa thẩm cảnh vân mặc áo sơ mi trắng hắt tây cố hắn bả vai rộng hẹp vừa phải một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, trong tay cầm nhất phủng hoa hồng đỏ, hoa hồng kiều diễm ướt ác, là hôm nay vừa mới không vận tới được, ở du dương làng Điệu Trung, hắn bước bước chân theo cách đó không xa chậm rãi đã đi tới. Nhiều lãng mạn A à. Đúng, như thế lãng mạn Trần Phùng Tinh không đi tới khẳng định hối hận. Chu Thịnh cùng Tạ Hiên liếc nhau, nhưng là hiện tại vấn đề là Trần Phùng Tinh không đi lại A. À. Thẩm cảnh vân theo càng chạy khoảng cách Chu Thịnh bọn họ càng gần. Cũng không phát hiện Trần Phùng Tinh thân ảnh, hắn tuấn giật khuôn mặt không giấu vết nhíu một chút, tiếp tục đi về phía trước, chờ đi đến phía trước, phát hiện Trần Phùng Tinh quả nhiên không đi lại. Thẩm cảnh Vân cũng không hỏi hai người, trực tiếp lấy ra di động cấp Trần Phùng Tinh gọi điện thoại, Trần Phùng Tinh cũng rất nhanh chuyển được điện thoại. Trần Phùng Tinh cho ngươi 40 phân, ngươi cố lên, ở có 60 phân ngươi là có thể lấy đến ly hôn chứng. Thẩm cảnh Vân hỏi vì cái gì không đi tới đầu kia điện thoại trầm mặt không nói chuyện, trên thực tế là Trần Phùng Tinh ở nổi lên sao vậy trả lời vấn đề này, cũng không thể nói bọn họ thẩm mỹ cùng nàng không giống với đi, lúc trước cái kia phim thần tượng đều đem nàng cấp lôi đến, hiện tại thẩm cảnh vân dùng này dỗ nàng vui vẻ, muốn không phải là bởi vì hắn suốt đêm, Trần Phùng Tinh 40 phân cũng không muốn cho hắn. Thẩm cảnh vân nhanh miếm môi, cầm hoa hồng thủ cuối ở một bên, hắn theo ngày hôm qua vội đến bây giờ, tỉ mỉ chuẩn bị mỗi một cái chi tiết. Cái kia? Không có việc gì, ngươi không đi tới, ta đây đem hoa hồng lấy đi qua tặng cho ngươi. Nghe vậy Trần Phùng Tinh thực sự điểm mộng so so, tùy hậu như là nghĩ thông suốt cái gì, nàng cười nói. sáu ngày hậu đi lại lấy giấy thỏa thuận ly hôn đi. Nói xong Trần Phùng Tinh liền treo điện thoại. Chương 14 Giấy thỏa thuận ly hôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vốn cho rằng cùng Trần Phùng Tinh ly hôn là một hồi đánh giằng co, không nghĩ tới kết thúc như thế sạch sẽ lưu loát, chuyện này cuối cùng lấy một câu Trần Phùng Tinh 6 ngày sau này đi lại lấy giấy thỏa thuận ly hôn kết thúc. Nếu liền nhu thuận chờ 6 ngày sau này đi lấy giấy thỏa thuận ly hôn, như vậy Thẩm Cảnh Vân sẽ không là Thẩm Cảnh Vân, trong tay Hoa Hồng ném cho Tạ Hiên, hắn không nói một lời lên xe. Luôn luôn xem xe cự cách bọn họ càng ngày cũng xa, Chu Thịnh cùng Tạ Hiên hai người đều là mộng so so. Trần Phùng Tinh nói cái gì? Ta sao vậy biết a? À? Cuối cùng Tạ Hiên cảm thán nói, Trần Phùng Tinh có độc a. À. Hà Thành cấp Trần Phùng Tinh phát ra vài cái kịch bản, đều là tương đối cao lớn thượng nội dung cùng đề tài, còn có một kịch bản phim, ý tứ của hắn là nhường Trần Phùng Tinh xem một lần, rồi mới hai người ở cùng nhau thương lượng một chút. Ngồi xếp bằng ngồi trên sofa, một tay thiêu nướng vị khoai phiến, một tay kịch bản, Trần Phùng Tinh coi như là nhàn nhã. Kịch bản phương diện này đã là Hà Thành cùng Sơn Ca giải trí tốt nhất tài nguyên, chỉ cần Trần Phùng tin tưởng diễn, ngay cả thử kính đều không cần, bởi vì này kịch vốn không phải Sơn Ca giải trí có đầu tư, chính là dùng người tình. Nhắc tới cái trương tổng thật sự rất đủ trượng nghĩa. Ít nhất hắn trong lúc này tỏ thái độ, lực phủng Trần Phùng Tinh. Nhắc tới đến trương tổng, Trần Phùng Tinh đã nghĩ sơn ca giải trí căng tin đồ ăn. Nhìn một chút thời gian, Trần Phồn Tinh quyết định đang nhìn một hồi kịch bản, rồi mới đi công ty tìm Trương Tổng nói lời cảm tạ, thuận tiện đi căng tin ăn một bữa cơm. Trần Phùng Tinh lấy đến vài cái kịch bản đều là tương đối trưởng, kịch bản số lượng từ còn có thất 80 vạn tự, muốn nhìn hoàng cũng không dễ dàng, nhưng là hà thành cấp Trần Phùng Tinh viết một ít nhân vật tính cách xuất thân cùng kết cục, cho nên nếu ngại phiền toái, như vậy đêm này xem xong là được rồi. Nhìn hội kịch bản, Trần Phùng Tinh thu thập một chút tính toán xuất môn, vừa mới đóng cửa liền gặp gỡ theo trong thang máy mặt xuất ra Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân hai tay lưng ở mặt sau, Trần Phùng Tinh mơ hồ có thể nhìn đến hoa tươi đóng gói giấy. Này thật đúng cấp bản thân đi lại đưa hoa hồng A. À. Trần Phùng Tinh trực tiếp cự tuyệt nói ta không cần. Không cần cái gì. Hoa hồng. Trần Phùng Tinh vừa mới dứt lời, Thẩm Cảnh Vân một tay đem dấu ở mặt sau gì đó đem ra, là nhất thúc. Xem hoàng kim xốp giòn, hương vị thơm ngọt, bạc ti khoai lang. Như thế có ý tưởng ma. Vẫn là hiện tại kẻ có tiền đều lưu hành như thế tặng lễ vật. Trần Phùng tin nháy mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp lấy bạc ti khoai lang thay thế hoa hồng. Thẩm cảnh vân khóe miệng hơi hơi vĩnh vĩnh lên, hắn nói, con người của ta đâu, nói chuyện giữ lời, lấy đến giấy thỏa thuận ly hôn phía trước, ta sẽ đem ngươi dỗ vui vẻ đem như vậy một bó to bạc ti khoai lang hướng trần phùng tinh trong lòng nhất tắc thẩm cảnh vân phải đi ấn thang máy luôn luôn xem thẩm cảnh vân thượng thang máy trần phùng tinh chạy nhanh lấy ra một chuỗi bạc ti khoai lang cắn một ngụm quả nhiên đủ thơm ngọt trần phùng tinh bây giờ còn thực không có cái gì bằng hữu cho nên nàng vừa ăn bạc ti khoai lang một bên cấp hà thành gọi điện thoại chuẩn bị cùng hắn chia sẻ một chút hà ca ngươi có biết cái loại này ba ba ti khoai lang ma chính là khoai lang làm cái kia này nọ hương hương ngọt ngào ta biết a à, xảy ra chuyện gì vậy ngươi gặp qua ba ba ti khoai lang trở thành hoa hồng dùng là ma hà thành ba ba ti khoai lang trở thành hoa hồng dùng ai như thế có sáng ý này nếu ước hội đưa này hai người có phải không phải chờ ước hoàng hội này nọ liền ăn xong rồi hà thành đưa ngươi này nhân lo lắng quá cửa hàng bán hoa cảm thụ ma quan cửa hàng bán hoa cái gì sự sau này cũng không đưa hoa, đều đưa bạc ti khoai lang, kia cửa hàng bán hoa còn khai cái gì? Trần Phùng Tinh cảm thấy nàng người đại diện nghĩ tới cũng là nhiều. Hẹn Hà Thành ở giải trí công ty căng tin gặp sau này, Trần Phùng Tinh phải đi ra ra ngầm lái xe đi sên ca giải trí. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Trần Phùng Tinh xuất môn kia đều là vượt mọi chông gai, cậu tử phóng viên cái gì, liền cùng Trần Phùng Tinh gian thượng, dù sao chụp đến Trần Phùng Tinh vậy tiền thưởng a hơn nữa không phải bình thường tiền thưởng, đi chụp cái khác minh tinh, liền tính chụp đến 10 điều tin tức, đều không nhất định có thể có trần Phùng Tinh một cái tin tức hữu dụng. Nhưng là này đó phóng viên căn bản không biết. Trần Phùng Tinh còn đi bọn họ công ty chỗ cái kia phố truyền thông đường cái đóng gói ma lạc năng, bọn họ nếu biết, phỏng chừng. Hội điên. Trần Phùng Tinh đều đi bọn họ địa bàn, bọn họ cũng chưa chụp đến. Lại một lần quen thuộc tránh thoát phần đông phóng viên, Trần Phùng Tinh thành công đến Sơn ca giải trí căng tin, dựa vào nàng ở căng tin quan hệ cùng trương tổng cơm tạp một đường thông suốt. Căng tin A Di đều biểu hiện ra đối Trần Phùng Tinh yêu thích, căng tin đại sư phụ tự mình xuất ra nên đón. Này tuyệt đối là Sơn ca giải trí căng tin cao nhất đãi ngộ, liền ngay cả trương tổng tới dùng cơm phỏng chừng đều không có này đãi ngộ. Phùng Tinh đến đây a, à. hôm nay muốn ăn điểm cái gì, nhìn xem có hay không thích ăn. Không có yêu mến ăn ngươi liền nói với ta ngươi muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Ta một hồi cho ngươi nhiều thịnh cơm. Di, căng tin nhân viên công tác ánh mắt hết thảy nhìn về phía Trần Phùng Tinh trong lòng ôm gì đó, Trần Phùng Tinh phi thường nhu thuận đem này nọ để đi ra ngoài, này tốt lắm ăn. Trần Phùng Tinh dứt lời liền cấp căng tin sư phụ cấp cảm động, hắn nói ta đến căng tin công tác như thế nhiều năm, sẽ không nhân cho ta đưa ăn. Trần Phùng Tinh cười nói, ngươi thích ăn ma ngươi thích ăn, ta sau này lại mang cho ngươi." Căng tin đại sư phụ nói, "Ta làm khẳng định sau này ăn ngon, sau này ngươi muốn ăn ta làm cho ngươi, rồi mới cùng nhau ăn." Ngồi ở căng tin bên trong Hà Thành Phi thường yên tĩnh xem bọn họ. Hà Thành một cái ở căng tin công tác trưởng trước, ai đi lại cho ngươi đưa ăn. Hà Thành vừa mới ngay tại sân ca giải trí, cho nên cùng Trần Phùng Tinh đánh xong điện thoại liền trực tiếp đến đây căng tin. Trần Phùng Tinh lại cùng căng tin nhân viên công tác nói vài câu liền đi qua tìm Hà Thành, không một hồi căng tin A Di đi lại cấp Trần Phùng Tinh bưng thức ăn, người khác đều là dùng cơm bàn trang công tác bữa. Trần Phùng Tinh này vừa thấy chính là Khai Tiểu táo làm. Cuối cùng căng tin đại sư phụ trả lại cho Trần Phùng Tinh làm một mâm vừa mới ra nồi bạc ti khoai lang. "Của ngươi cái kia bạc ti khoai lang không thể ăn, ăn cái này." "Cảm ơn đại thúc." "Đồ ăn đều dọn đủ rồi." Trần Phùng Tinh ngồi xuống Hà Thành bên cạnh, rồi mới cười hì hì bộ dáng. Hà Thành, Trần Phùng Tinh hạ giọng nói, Hà Ca a, à, một hồi cơm nước xong, ngươi cho ta làm thỏa thuận ly hôn đi. Hà Thành bỗng nhiên có chút đau lòng Trần Phùng Tinh, hắn hỏi, ngươi này ly hôn? Quên đi không nói, ngươi tưởng tốt lắm mà. Trần Phùng Tinh gật gật đầu ừ một tiếng. Hà Thành ăn xong rồi cơm khiến cho Trần Phùng Tinh ở hắn văn phòng chờ hắn đi tìm người cấp trần phùng tinh làm hai phân thỏa thuận ly hôn chờ ký tự một phần cấp trần phùng tinh một phần cấp thẩm cảnh vân lấy đến thỏa thuận ly hôn trần phùng tinh không có nửa phần do dự trực tiếp ký tên chỉ còn chờ thẩm cảnh vân đem phần này thỏa thuận ly hôn ký hai người liền tính chính thức ly hôn trần phùng tinh đem thỏa thuận ly hôn đặt tại túi văn kiện bên trong bên kia hà thành ở soát uy bộ chú ý một ít trên mạng động thái hà thành nói phùng tinh Ngươi có phải không phải mau sinh nhật? Ngươi sinh nhật không phải là tuyên bố hội ngày đó mà. Hà Thành thầm nghĩ bản thân hồ đồ, sao vậy đã quên Trần Phùng Tinh sinh nhật, hắn nói, tuyên bố hội chậm lại một ngày đi. Trần Phùng Tinh lạnh nhạt, nàng nói, không cần, liền ngày đó đi. Chính là ở nàng sinh nhật ngày đó nàng cùng Thẩm Cảnh Vân kết hôn, vậy ở nàng sinh nhật ngày đó kết thúc cùng Thẩm Cảnh Vân hôn nhân quan hệ đi. Ta nghĩ cùng Thẩm Cảnh Vân cùng nhau quá cái sinh nhật nếu hắn còn muốn ly hôn, như vậy sẽ thành toàn hắn đi. Những lời này chính là ngày đó Trần Phùng Tinh bị vong lục bên trong gì đó, cũng là bởi vì này Trần Phùng Tinh mới muốn cho cuộc hôn nhân này một cái công đạo. Về phần nhường thẩm cảnh vân dỗ nàng vui vẻ, chẳng qua là tưởng cùng nhau quá một cái sinh nhật cùng kết hôn ngày kỷ niệm. Trần Phùng Tinh sau đó không nhường hắn dỗ nàng vui vẻ, nhưng là vẫn là nhường thẩm cảnh vân đợi đến nàng sinh nhật ngày đó lại qua lấy giấy thỏa thuận ly hôn. Kỳ thực Trần Phùng Tinh có lẽ thích quá thẩm cảnh vân, nhưng là cái loại cảm giác này đã sớm phai nhạt. Hà Thành không ở khuyên Trần Phùng Tinh, rồi mới hai người ăn thoáng cái buổi trưa bạc ti khoai lang. Mấy ngày nay Trần Phùng Tinh không tính toán ở xuất môn, nàng liệt một cái danh sách liệt biểu cấp Hà Thành, Hà Thành đi siêu thị giúp nàng đem này nọ đều mua xong, thế này mới đưa nàng trở về. Trần Phùng Tinh cho rằng Thẩm Cảnh Vân nói cái gì dỗ nàng vui vẻ chính là nói nói, nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là có thực tế hành động. ngài hảo trần tiểu thư, đây là của ngươi. ngư đậu hủ. ngài hảo trần tiểu thư, đây là của ngươi ma lạc năng. nhĩ hảo trần tiểu thư, đây là của ngươi thủy tinh chân giáo. liên tục vài ngày, mỗi ngày buổi sáng thẩm cảnh vân gì đó đều sẽ đưa đến, phi thường hoàng mỹ giải quyết trần phùng tinh ăn điểm tâm vấn đề. trần phùng tinh cũng là bội phục thẩm cảnh vân. Hắn có thể đem ngư đậu hũ ma lạc năng chưng giáo xuyến thành chuỗi trở thành hoa hồng, chuyển phát tiểu ca theo ngay từ đầu ta cũng thật mộng bức, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau mộng bức, đến cuối cùng phi thường bình tĩnh. Đến Trần Phùng Tinh sinh nhật ngày đó, cũng chính là khai phá bố hội ngày đó, Trần Phùng Tinh khởi đặc biệt sớm, bởi vì hôm nay muốn đi làm tạo hình. Mà hôm nay đi lại đưa đồ ăn hoa hồng không là chuyển phát tiểu ca, là thẩm cảnh vân. Chương 15 nảy sinh cái mới nhang giá trị cao nhất. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sáng sớm ánh mặt trời nhu hòa, thẩm cảnh vân dựa vào cửa xe đứng, trong tay nâng một bó to lửa đỏ hoa hồng, hắn thoạt nhìn hăng hái, gặp Trần Phùng Tinh xuất ra, còn cùng Trần Phùng Tinh đánh tiếp đón, chính là vung tay lên hắn liền ngây ngẩn cả người. Trần Phùng Tinh môi hồng răng trắng, hồ màu lam áo đầm làng váy lay động, một đầu tóc dài phi ở sau người, ngẫu nhiên có gió thổi qua, tóc nàng Ti Phi Vũ. Nàng cười lúc thức dậy, như là một đóa nở rộ phù dung. "U, hôm nay đây là thực hoa hồng a." À? Trần Phùng Tinh bước chân thật chậm, ở Thẩm Cảnh Vân trước mặt dừng lại, nàng đem giấy thỏa thuận ly hôn đệ đi qua. Nàng mỉm cười, "Hoa hồng sẽ không cần." Thẩm Cảnh Vân nói, "Tặng như vậy nhiều ngày đồ ăn hoa hồng, hôm nay này nhất thúc hoa hồng, ngươi hãy thu hạ đi." Trần Phùng Tinh lắc lắc đầu, nàng xem hướng thẩm cảnh vân, hoa hồng mang thứ, ta cũng không dám thu, chính là này giấy thỏa thuận ly hôn ngươi nhận, ngươi phải nhớ kỹ một việc. Cái gì sự? Sau này chúng ta gặp lại không nhận thức, nghe xong Trần Phùng tin lời này, thẩm cảnh vân nở nụ cười một tiếng, hắn hỏi, gặp lại không nhận thức, ngươi sao vậy không nói hình đồng người là A? Cũng có thể A, dù sao sau này hai ta coi như không biết, ai trước cùng ai nói chuyện, ai chính là con chó nhỏ, nói xong, Trước học vài tiếng ung 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 Trần Phùng Tinh đưa qua đi giấy thỏa thuận ly hôn Thẩm Cảnh Vân còn chưa có tiếp, Trần Phùng Tinh trực tiếp đem giấy thỏa thuận ly hôn ném tới hắn kia nhất phủng hoa hồng mặt trên, ngay sau đó vươn ngón tay nhỏ, là ngoéo tay câu ý tứ. Thẩm Cảnh Vân. Thẩm Cảnh Vân lại đi hậu nhích lại gần, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phùng Tinh, hắn hỏi, ta trước kia sao vậy không phát hiện ngươi như thế đồng thú a? Trần Phùng Tinh không nói chuyện, quơ quơ bản thân trắng noãn tay nhỏ bé, thẩm cảnh vân bất đắc dĩ, vương tay cùng trần phùng tinh nguéo tay, một bên nguéo tay vừa nói, sau này có việc gọi điện thoại cho ta. Những lời này thẩm cảnh vân là thật tâm, nếu trần phùng tinh có cái gì sự tình cần hắn hỗ trợ, hắn khẳng định hội giúp. Nguéo tay xong rồi, Trần Phùng Tinh lấy ra chính mình di động đem Thẩm Cảnh Vân dãy số cấp kéo vào sổ đen, ngay sau đó lấy di động ở trước mặt hắn quơ quơ. Trần Phùng Tinh ngươi. Thẩm Cảnh Vân mặt sau lời nói còn chưa nói xuất ra, Trần Phùng Tinh liền đối với hắn sau một cái hư động tác, còn đắc ý dơ dơ lên lông mày. Thẩm Cảnh Vân âu phục trong túi mặt có ký tên bút, hắn đem hoa hồng đưa qua suy nghĩ nhường Trần Phùng Tinh hỗ trợ lấy một chút hắn ký tên. Trần Phùng Tinh vội vàng từ nay về sau lui một bước. Thẩm Cảnh Vân chỉ có thể mở cửa xe đem hoa hồng ném đi vào, thế này mới động tác như nước chảy mây trôi bàn ký giấy thỏa thuận ly hôn. Phần này giấy thỏa thuận ly hôn Thẩm Cảnh Vân cũng ký, hai người cuộc hôn nhân này quan hệ cũng liền thật sự đã xong. Lấy đến thuộc loại bản thân kia một phần giấy thỏa thuận ly hôn, Trần Phùng Tinh cuốn cuốn ném vào bản thân trong bao, ngay cả xem cũng chưa xem Thẩm Cảnh Vân liền xoay người đi trở về, nàng muốn đi ra ra ngầm lái xe đi sên ca giải trí, Hà Thành tiếp nàng rất phiền toái, không bằng chính nàng lái xe đi qua. Đưa lưng về phía Thẩm Cảnh Vân thời điểm, Trần Phùng Tinh đối với hắn phất phất tay xem Trần Phùng Tinh bóng lưng, Thẩm Cảnh Vân mở ra xe ma lên xe, nghĩ rằng Trần Phùng Tinh sẽ chờ cùng hắn uông 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 đi. Nghĩ tới này, Thẩm Cảnh Vân còn vĩnh vĩnh lên khóe miệng. Hệ tốt lắm dây an toàn, Thẩm Cảnh Vân không khởi động xe, hắn nói, này, có cái gì khả vui vẻ a? À? Nói xong còn ra bên ngoài xem xét xem xét, thế này mới khởi động xe. Trần Phùng Tinh trụ này tiểu khu, Thẩm Cảnh Vân vẫn là lần đầu tiên đi lại đâu trần phồn tin đến sân ca giải trí thời điểm hà thành trước cho nàng nhìn mấy phân ly hôn thanh minh làm cho nàng chọn lựa một chút hà thành nói này vài cái đều là công ty quan hệ xã hội suốt đêm cho ngươi viết tham khảo rất nhiều minh tinh ly hôn hậu thanh minh ngươi xem cái nào thích hợp ngươi phát một chút quầy bộ hà thành lấy ly hôn thanh minh là đóng dấu xuất ra hắn còn có điện tử bản một hồi nếu muốn phát quầy bộ trực tiếp phục chế dán là được rồi ta cùng với thẩm tổng trong khoảng thời gian này, hai người cho nhau nâng đỡ. Trần Phùng Tinh nhìn một câu liền nhìn về phía Hà Thành. Trần Phùng Tinh hỏi, đôi ta cái gì thời điểm cho nhau nâng đỡ? Hà Thành. Này không phải là một phần ly hôn thanh minh ma, viết xinh đẹp, cấp bạn trên mạng bọn họ một cái công đạo là đến nơi. Hà Thành nói, ta phát ly hôn thanh minh là cho ta bản thân giao đãi, rồi mới chứng minh một chút ta là độc thân ta muốn cùng bọn hắn giao đãi, kia cũng là giao đãi tốt tác phẩm. Hơn nữa, ta muốn là đem ly hôn thanh minh viết như là ta cùng thẩm cảnh vân nhiều ma thâm tình, kia sau này ta sao vậy thoát đăng a. À. Trần Phùng Tinh theo mặt thế trở về sau này, tính cách hơi có chút tùy ý. Hà Thành đã rất nhạt nhiên, đối mặt Trần Phùng Tinh, ít nhất không cần luôn một bộ khiếp sợ bộ dáng. Trần Phùng Tinh ngồi xuống, cầm ly hôn thanh minh tiếp tục xem, nàng đọc nói ở cuộc hôn nhân này trung chúng ta lẫn nhau quan tâm. Lần này Trần Phùng Tinh thẳng xuất ra điện thoại di động, quên đi, ly hôn thanh minh ta bản thân viết đi. Trần Phùng Tinh cúi đầu, ngón tay bay nhanh nơi tay cơ bàn phím mặt trên gõ, Hà Thành đứng ở một bên, một hồi trừ vừa kéo khóe miệng, một hồi tràn đầy ưu sầu, cuối cùng hỏi, ngươi nếu không cùng thẩm tổng thương lượng một chút? Trần Phùng Tinh Không thương lượng, ta cũng không muốn học uôn uôn uôn. Hà Thành không nghĩ học uôn 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 liền là chúng ta hai cái ai trước cùng ai nói chuyện ai đi học cẩu kêu ung 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 a. Trần Phùng Tinh trả lời xong rồi Hà Thành vấn đề tiếp tục viết giấy thỏa thuận ly hôn. Hà Thành. Các ngươi như thế ngây thơ ma. Trần Phùng Tinh đem giấy thỏa thuận ly hôn viết xong, ở quay bô mặt trên gửi đi. Sự tình đều giải quyết xong rồi. Hà Thành liền mang theo Trần Phùng Tinh đi công ty tạo hình thất làm tạo hình, chuẩn bị một hồi tuyên bố hội. Quay bởi vì Trần Phùng Tinh một cái ly hôn Thanh Minh trực tiếp internet tê liệt. Đây là Trần Phùng Tinh như thế lâu, lần đầu tiên đối với nàng cùng thẩm cảnh vân ly hôn sự tình phát biểu cái gì Thanh Minh, hơn nữa càng biểu chính là ly hôn Thanh Minh. Trần Phùng Tinh thẩm cảnh vân chính thức ly hôn Trần Phùng Tinh vợ ta ly hôn, từ hôm nay trở đi ta liền là độc thân tiểu tiên nữ, ta độc thân ta kiêu ngạo, ta vì bản thân hợp lại tương lai. Các ngươi phải tin tưởng thoát đang không bằng làm giàu chờ ngươi làm giàu sau này các ngươi sẽ trầm mê kiếm tiền bạn trai lão công cái gì không nóng nảy cuối cùng thẩm cảnh vân nguyện ngươi ta từ đây đều tự mạnh khỏe không cần hồi phục đúng rồi tái nhậm chức thanh minh liền cùng nhau phát ra đi ly hôn hậu ta sẽ chính thức tái nhậm chức tái nhậm chức phóng viên tuyên bố sẽ cùng ly hôn phóng viên tuyên bố hội cũng cùng nhau làm đi ta cấp các phóng viên bớt lo nhìn trần phồn tin này ly hôn thanh minh đại đa số phóng viên tỏ vẻ ngươi không cần cho chúng ta bớt lo dù sao chúng ta tiền thưởng tính dựa vào ngươi. Bạn bè trên mạng còn lại là ào ào tỏ vẻ, hai người rốt cục ly hôn, còn có chính là Trần Phùng Tinh nói được tốt có đạo lý A, à, đối này còn có một phần tỏ vẻ, đây là nhằm vào người khác có đạo lý, nếu là nhằm vào thẩm cảnh vân, như vậy thoát đang chẳng khác nào làm giàu. Lạc điều cùng hương lạc khoai tây phiến PK vì cái gì bọn họ muốn ly hôn, ta ngược lại cảm thấy bọn họ rất xứng, một kẻ có tiền, một cái có nhang đều rất muốn ăn trần phùng tinh ly hôn thanh minh thật sự là hảo thanh thuần hảo không điệu bộ, còn thật có đạo lý A, 233333333 không lo lắng ăn ma lạc ngẫu phiến ma ngồi chờ hôm nay trần phùng tinh tuyên bố hội. Sao vậy tất cả đều là ma lạc trần phùng tinh như thế lâu cũng chưa lộ diện, hơn nữa ly hôn, của nàng nhan giá trị hội giảm xuống đi, kỳ thực cũng không cái gì, nhiều nhất chính là tiều tụy một ít. Chua ngọt ngon miệng anh đào vì cái gì ta cảm giác, Trần Phùng Tinh ly hôn chính là làm giàu a. Nhận thầu trên lầu cho nên, Trần Phùng Tinh phân bao nhiêu ly hôn hậu tài sản. Trần Phùng Tinh phan hậu viện hội Phùng Tinh sinh nhật vui vẻ, chúng ta vĩnh viễn hội duy trì ngươi. Trần Phùng Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn ma hôm nay là Trần Phùng Tinh sinh nhật ma. Trần Phùng Tinh đần độn phấn ân, hôm nay hay là hắn nhóm kết hôn ngày kỷ niệm. Trên mạng thảo luận nhiệt liệt, chẳng sợ ăn cơm trưa cũng không rơi chậm lại bọn họ nhiệt tình chính là Trần Phùng Tinh Phan vừa ra tới lên tiếng, bạn trên mạng ngôn luận nhất thời không có như vậy sắc bén, còn có người tỏ vẻ đau lòng Trần Phùng Tinh, ở sinh nhật cùng kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay cùng thẩm cảnh vân ly hôn. Tuyên bố hội trường đã sớm chuẩn bản thỏa đáng, rất nhiều truyền thông đều trước tiên đến đây hiện trường chờ Trần Phùng Tinh tuyên bố hội chính thức bắt đầu. Sơn ca giải trí nhân viên công tác cấp trước tiên tới được phóng viên phát ra cặp lồng đựng cơm, là sơn ca giải trí căng tin làm tốt đóng gói tới được. Một đám phóng viên tại đây, lại là chờ tham gia Trần Phùng Tinh tuyên bố hội, cho nên thảo luận trọng tâm đề tài cũng khẳng định đều là về Trần Phùng Tinh. Một hồi vấn đề cũng liền như vậy vài cái, nhưng là ta cảm giác Trần Phùng Tinh một vấn đề cũng sẽ không thể trả lời. Vì cái gì ly hôn, nàng phân bao nhiêu hôn hậu tài sản, tái nhậm chức sau này kịch chuẩn bị tiếp cái gì, cùng Thẩm Cảnh Vân hiện tại quan hệ thế nào, sau này có phải hay không trở thành bằng hữu. Còn có một vì cái gì sẽ ở nàng sinh nhật cũng là kết hôn ngày kỷ niệm hôm nay ly hôn. Một đám người ở cùng nhau, thời gian qua cũng mau, rất nhanh sẽ đến một giờ chiều, Trần Phùng Tinh tuyên bố hội chính thức bắt đầu thời điểm, mời truyền thông toàn bộ vào bàn, nhiếp tượng cũng toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Trước hết xuất trướng là Hà Thành, hắn xuất ra sau này đứng ở phía trước chuẩn bị che chở Trần Phùng Tinh, xuất ra sau này hắn còn cùng đứng ở vào bàn khẩu nơi đó Trần Phùng Tinh nói hảo nói mấy câu, qua có thể có mấy chục giây thời gian, một đạo thước tha thân ảnh đi ra. Ở đèn flash không ngừng mà lóe ra đồng thời, phóng viên đều là đổ hút một ngụm lãnh khí. Trần Phùng Tinh nếu nảy sinh cái mới bản thân nhan giá trị cao nhất A. À. Chương 16 Canh gà bác chủ Trần Phùng Tinh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Một thân xanh lá mà sắc lễ phục đem Trần Phùng Tinh da thịt sấn như nõn nà bàn, nồng đậm tóc quăng rối tung ở sau người nàng mày thon dài, một đôi thủy mâu sáng quắc sinh huy. Sân vắng bước chậm bàn đi tới microphone tiền, nàng xoay người đứng lại, đối với dưới đài mọi người mỉm cười. Khi cười tưởng thật làm cho người ta si mê. Trong phút chốc, hiện trường đèn flash đều thiếu rất nhiều. Long long bản thân bên tai sợi tóc, Trần phùng Tinh chậm rãi mở miệng nói, cảm tạ các vị truyền thông tham gia ta đây thứ tuyên bố hội, ta nghĩ nói đều ở phát ly hôn thanh minh bên trong, các ngươi có cái gì muốn hỏi như vậy hiện tại có thể bắt đầu nêu câu hỏi ta tận lực trả lời các ngươi đứng ở một bên Hà Thành sao vậy cũng không nghĩ ra Trần Phùng tin chẳng qua là mỗi ngày trạch không đến một chu cũng không đi làm mỹ dung hộ phu này làn da sao vậy trở nên như thế thủy nộn a à. vừa mới ở tạo hình thất thời điểm Hà Thành đều bị kinh diễm nói không ra lời qua có thể có một hồi thế này mới có phóng viên nêu câu hỏi Trần Tiểu Thư ngươi cùng thẩm cảnh vân ly hôn, phân đến bao nhiêu tài sản đâu? Vấn đề này trực tiếp thiết vào chủ đề. Một đoạn hôn nhân, không thể dùng tiền tài đến cân nhắc, vì chứng minh này, cho nên ta một phần không muốn. Mọi người. Một phần, một phần không muốn. Trần Phồn Tinh cùng thẩm cảnh vân ly hôn vậy mà một phân tiền cũng chưa muốn. Hà Thành Phi thường bình tĩnh, xem dưới đài phóng viên, hắn nghĩ thầm, hắn bị Trần Phùng Tinh khiếp sợ xong rồi, lại nhìn những người này khiếp sợ biểu cảm, thật sự hảo thích a. À. Nêu câu hỏi phóng viên phi thường nhiều, trong đó có một vấn đề là Trần Tiểu Thư muốn tái nhậm chức là vì ly hôn, cho nên muốn phát triển sự nghiệp của chính mình ma. Trần Phong Tinh cười lắc lắc đầu, ta chỉ là vì kiếm tiền. Trả lời xong rồi, Trần Phong Tinh nghĩ nghĩ, còn giải thích nói, vấn đề này các ngươi hẳn là tham khảo thượng một vấn đề. Như thế thật sự ma. Trần Phong Tinh không muốn thẩm cảnh vân tiền. Như vậy nhất định phải tái nhậm chức quay phim kiếm tiền Có một thái độ không thân cận phóng viên Chạy nhanh hỏi cho nên Trần Tiểu Thư vốn định tiến vòng giải trí lao tiền Mỹ nhân tức giận kia cũng là Mỹ nhân Trần Phùng Tinh khóe mắt hơi hơi hết lên Ngươi coi ta là cái gì Hiện trường không khí nhất thời có chút xấu hổ Nhưng là này phóng viên không sợ Đã như vậy Khi Trần Tiểu Thư vì cái gì nói tái nhậm chức Chỉ là vì kiếm tiền đâu hiện tại Trần Tiểu Thư là muốn giải thích ma. Trần Phùng Tinh hỏi ngược lại, các vị phóng viên ở trong này đều là vì phát triển sự nghiệp của chính mình ma. Dưới đài do dự một hồi, đều khẳng định hồi đáp, chúng ta đương nhiên là vì sự nghiệp. Vì sự nghiệp, đối vì sự nghiệp, các ngươi có thể thăng chức, thăng chức có thể tăng lương, tăng lương có thể dành tiền khai bản thân công ty, khai công ty là sự nghiệp của chính mình hoặc là giấc mộng, cho nên này logic đối ma. Trần Phùng Tinh nói xong nhìn về phía dưới đài, gặp không ai phản bác, thế này mới tiếp tục nói, cho nên ta vì bản thân giấc mộng, nỗ lực kiếm tiền, có chỗ nào không đúng ma? Hảo có đạo lý, bọn họ vậy mà không nói gì mà chống đỡ. Ta tuy rằng dốc lòng làm cá mặn, nhưng là ta là có giấc mộng cá mặn a, ta muốn hoàn thành bản thân giấc mộng mới có thể đi làm cá mặn. Các ngươi ngẫm lại, đến bản thân muốn đi phong cảnh xem qua như vậy làm cá mặn tài năng làm một cái hoàn thành bản thân giấc mộng cá mặn A, à, mới có lý do không đi phấn đấu A. À. Trần Phùng Tinh thở dài, rất có một bộ muốn cùng dưới đài phóng viên hảo hảo đàm luận một chút sao vậy làm cá mặn tư thái. Chúng phóng viên chúng ta chính là đi lại hỏi ngươi vì cái gì ly hôn, ly hôn sau này chưa được bao nhiêu tiền, vì cái gì hiện tại cảm giác như là ở uống canh gà. Trần Phùng Tinh kháng đài hạ phóng viên yên tĩnh xuống dưới phi thường vừa lòng, nàng tiếp tục nói ta là nghệ nhân, các ngươi là phóng viên, tuy rằng của chúng ta chức nghiệp bất đồng, nhưng là chúng ta đều là ở phấn đấu, đều là ở vì chính mình sự nghiệp giấc mộng phấn đấu, cho nên đại gia sẽ không cần cho nhau khó xử, tốt lắm, phóng viên nêu câu hỏi khâu đoạn tiếp tục bắt đầu đi. Trần Phồn Tinh kiêu ngạo nói ta vừa ra tràn liền nói với các ngươi, ta sẽ tận lực trả lời của các ngươi vấn đề. Vì cái gì bỗng nhiên có chút không biết nêu câu hỏi cái gì cảm giác. Hà Thành đã mộng bức, hắn lôi kéo Trần Phùng Tinh làng váy. Trần Phùng Tinh nhìn về phía hắn, ý tứ thật rõ ràng. Ngươi kéo ta làng váy làm cái gì? Đây là ly hôn tuyên bố hội. Ta biết a. À. Dưới đài có phóng viên nêu câu hỏi nói, Trần Tiểu Thư tái nhậm chức chi làm là cái gì? đã cùng kịch tổ liên hệ tốt lắm ma Trần Phùng Tinh nói, ta muốn tiến hành phong bế huấn luyện, bởi vì ta không phải vì lao tiền, ta tuy rằng kiếm tiền là vì thực hiện bản thân giấc mộng nhưng là mỗi một bộ tác phẩm ta đều sẽ nghiêm cẩn đối đãi ta sẽ dùng bản thân kỹ thuật diễn đi chứng minh bản thân cho nên trần tiểu thư ý tứ là của ngươi kỹ thuật diễn hội tiến bộ đối ma ta còn không tham gia phong bế huấn luyện đâu ta sao vậy biết của ta kỹ thuật diễn tiến chưa đi đến bước nhưng là ta sẽ cố lên cho nên này tuyên bố sẽ làm phóng viên sao vậy nêu câu hỏi phóng viên tuyên bố sẽ ở trần phùng tinh canh gà hạ kết thúc kết thúc sau này Nhìn trực tiếp các vị bạn trên mạng tỏ vẻ lợi hại canh gà bác chủ Trần Phùng Tinh lạc điều cùng rõ ràng mặt Phùng Tinh tiểu tỷ tỷ, ta cho người điên cuồng đánh côn Trần Phùng Tinh phan hậu viện hội chúng ta Phùng Tinh lại mỹ ra một cái tân độ cao. Ta là Trần Phùng Tinh nhan phấn ta cảm thấy thẩm cảnh vân sau này bạn gái khẳng định không có Phùng Tinh nhan giá trị cao ma lạc khoai tây phiến cho nên Trần Phùng Tinh sau này nhân thiết là canh gà bác chủ ma, ha 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 ha. ha ta sau này liền phấn thượng trần phùng tinh phùng tinh như thế thật sự ma, nàng cũng không tham gia phong bế huấn luyện, nàng cũng không biết bản thân kỹ thuật diễn có phải hay không tiến bộ. Một hồi ly hôn tuyên bố hội, trần phùng tinh phan tăng rất nhiều, bình luận cũng không phải chỉ có cái gì ly hôn hào môn bị chồng ruồng bỏ linh tinh. Tuyên bố hội kết thúc sau này, Hà Thành trực tiếp mang theo trần phùng tinh thượng bảo mẫu xe, chuẩn bị hồi sên ca giải trí. Hà ca, ta hôm nay biểu hiện cũng không tệ đi. Trần Phồn Tinh cảm thấy bản thân biểu hiện cũng không tệ, nhất là nhan giá trị, trên mạng bạn trên mạng đều nói nàng bởi vì ly hôn sẽ rất tiều tụy đâu, nhưng là nàng không chỉ có không tiều tụy, còn mỹ ra một cái tân độ cao. Một hồi chúng ta về công ty căng tin ăn cơm, rồi mới chúng ta ở đi nhận một chút cái kia độc nhất vô nhị, ngày mai ngươi là có thể tiến hành phong bế huấn luyện, ta tiếp tục cấp ngươi chọn lựa một chút kịch bản. Hà Thành nói xong kế tiếp ăn bày sau này, thế này mới có chút bất đắc dĩ. Xem Trần Phùng Tinh nói, hiện tại trên mạng đều nói ngươi phải làm canh gà bác chủ. Trần Phùng Tinh, canh gà bác chủ. Suy nghĩ một chút bản thân ở tuyên bố hội thượng biểu hiện, Trần Phùng Tinh lắc lắc đầu, nàng nói, ta chỉ là một cái có giấc mộng cá mặn, không là canh gà bác chủ. Hà Thành cười nói, ngươi thật sự là một cái mê giống nhau nữ nhân. Hà Thành tuyển nơi sân khoảng cách sân ca giải trí không là rất xa bắt đầu hơn 10 phần chung lộ trình, Trần Phùng Tinh hôm nay tương đối vội, cho nên nàng cùng Hà Thành cũng chưa ăn cơm trưa. Đến sân ca giải trí xuống xe, Trần Phùng Tinh hỏi, "Hà ca, hiện tại căng tin còn có đồ ăn ma?" Hà Thành nói, "Ngươi cùng căng tin nhân viên công tác quan hệ như vậy hảo, liền là không có đồ ăn, bọn họ cũng làm cho ngươi." Trần Phùng Tinh nghĩ nghĩ, nàng nói, "Có đạo lý a, à, ta vừa mới cùng căng tin nhân viên công tác phát một chút vi tính thì tốt rồi." làm cho bọn họ giúp ta làm vài món thức ăn, như vậy ta đến căng tin là có thể trực tiếp ăn cơm. Hà Thành, chúng ta giải trí công ty, liền ngươi ở căng tin tối có mặt mũi. Cùng Hà Thành hàng huyên một đường, Trần Phùng Tinh đến căng tin thời điểm, chỉ thấy vốn hẳn là đã đóng cửa căng tin, có thật nhiều sên ca giải trí nhân viên công tác, Trương Tổng đã ở đâu. Trương Tổng mặt còn rất chính thức, gặp Trần Phùng Tinh đi lại, vung tay lên, Mọi người cùng nhau hát nổi lên sinh nhật vui vẻ ca, Trần Phùng Tinh đứng ở tại chỗ, nhất thời có chút câu thúc không biết làm sao cảm giác, bởi vì quá cảm động. Sinh nhật vui vẻ ca sướng xong rồi, Hà Thành xuất ra chuẩn bị tốt quà sinh nhật đưa cho Trần Phùng Tinh, hắn nói, "Phùng Tinh, sinh nhật vui vẻ. Vì cho ngươi sinh nhật, chúng ta nhưng là cũng chưa ăn cơm trưa, chờ ngươi khai hoàng tuyên bố hội cùng nhau ăn cơm trưa đâu?" Trương Tổng nói xong tiếp tục nói, sau này ngươi khả liền chính thức tái nhậm chức, chúng ta sên ca giải trí còn chờ ngươi ở trên sự nghiệp càng tiến thêm một bước đâu. Trương Tổng cũng chuẩn bị cho Trần Phùng Tinh lễ vật, còn có cái khác nhân viên công tác cũng có rất nhiều chuẩn bị cho Trần Phùng Tinh quà sinh nhật. Cảm ơn. Trần Phùng Tinh cùng đại gia nói lời cảm tạ. Trần Phùng Tinh ở sên ca giải trí sinh nhật, bên kia thẩm cảnh vân tiếp đến sở duyệt, cũng chính là mẹ nàng điện thoại, chính lái xe chạy về đâu? Là vì hắn cùng Trần Phùng Tinh ly hôn sự tình. Thẩm Cảnh Vân biết hôm nay Trần Phùng Tinh khai phóng viên tuyên bố hội, cho nên liền mở ra radio, muốn nghe một chút của nàng này tuyên bố hội làm thế nào. Trần Phùng Tinh hôm nay chính thức tuyên bố thanh minh cùng Thẩm Cảnh Vân đã ly hôn, hôm nay xem như Trần Phùng Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn ngày kỷ niệm, nhưng là hôm nay cũng là Trần Phùng Tinh sinh nhật cùng nàng kết hôn ngày kỷ niệm. Chúng ta trước chút Trần Phùng Tinh sinh nhật vui vẻ. Thẩm Cảnh Vân ngớ ra, hắn nói, sinh nhật cùng kết hôn ngày kỷ niệm. Cho ngươi một chu thời gian, một chu hậu chúng ta có thể hay không lĩnh ly hôn chứng thành nhìn ngươi. Sáu ngày hậu ngươi đi lại lấy giấy thỏa thuận ly hôn đi. Nhớ tới Trần Phùng Tinh nói hai câu này nói, Thẩm Cảnh Vân chạy nhanh hướng sân ca giải trí vị trí khai. Chương 17. Trần Phùng Tinh lý tưởng hình bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Tuy rằng sân ca giải trí cấp Trần Phùng Tinh làm sinh nhật hội, nhưng luôn muốn lưu vài người thay ca công tác, nhất là trước sân khấu. Bằng không có người đến đây công ty, vừa thấy công ty đại cửa mở ra, rồi mới đi vào đến một cá nhân không có, đây là công ty đóng cửa, vẫn là trước sân khấu nhân chạy a. Thẩm Cảnh Vân một đường chạy vào sân ca giải trí, sợi tóc đều có chút rối loạn, đến trước sân khấu kia hắn nói, "Nhĩ Hảo?" ta tìm Trần Phùng Tinh. Nằm tàu. Đây là Trần Phùng Tinh chồng trước Thẩm Cảnh Vân. Ở khiếp sợ đồng thời, trước sân khấu muội tử phi thường chuyên nghiệp hỏi xin hỏi. Vị tiên sinh này có hẹn trước ma. Cần đến trước sân khấu tìm Trần Phùng Tinh, nhất định là Trần Phùng Tinh không quan tâm hắn, cũng chính là không muốn gặp hắn. Suy nghĩ một chút Trần Phùng Tinh đến công ty Thường Xuyên đều sẽ cho bọn hắn mang lễ vật, lại thêm vào hôm nay là Trần Phùng Tinh sinh nhật. Cho nên kiên trì trụ, làm bộ không biết hắn, không thể để cho hắn nhìn thấy Trần Phùng Tinh. Nháy mắt, trước sân khấu muội tử cảm thấy thủ hộ Trần Phùng Tinh nhiệm vụ, liền giao cho nàng đi. Thẩm Cảnh Vân bởi vì là tiểu đã chạy tới, cho nên sợi tóc có chút loạn, hắn đứng ở kia xem trước sân khấu hỏi, ngươi không biết ta. Trước sân khấu muội tử kiên định lắc lắc đầu. Ta là Thẩm Cảnh Vân. Nga. Hai người nhìn nhau không nói gì. Trần Phồn Tinh trên đường tới cấp Trần Phùng Tinh đánh qua điện thoại, nhưng là đánh xong sau này hắn mới nhớ tới bản thân nhường Trần Phùng Tinh cấp kéo vào sổ đen, hắn lấy di động cấp Trần Phùng Tinh đánh một ngày điện thoại, kia đều là đánh không thông. Về phần Hà Thành, Thẩm Cảnh Vân không có số điện thoại của hắn. Dằn con một hồi, Thẩm Cảnh Vân nói, phiền toái ngươi giúp ta gọi cuộc điện thoại cấp Trần Phùng Tinh, đã nói ta tìm hắn. Chúng ta công ty điện thoại kiếm mất. Thẩm Cảnh Vân ở nhìn không ra này trước sân khấu ý tứ, kia hắn chính là ngốc tử. Vừa mới theo trong thang máy mặt xuất ra, nghe thấy câu Trần Phùng Tinh nhất thời nở nụ cười một tiếng, này Muội Tử rất có ý tứ a. À. Đi theo mặt sau Hà Thành hoàn toàn không chú ý tới này, hắn chính là xem Thẩm Cảnh Vân, rồi mới lại nhìn về phía Trần Phùng Tinh. Trước sân khấu Muội Tử đối diện Trần Phùng Tinh, cho nên đối với Trần Phùng Tinh vi khẽ lắc đầu. Đợi đến nàng phát hiện Thẩm Cảnh Vân quay đầu xem qua đi thời điểm, nhất thời có chút ảo não. Trần Phùng Tinh còn mặc hôm nay tuyên bố hội mặc lễ phục, một hồi nàng cũng là muốn trực tiếp mặc này thân quần áo đi tham gia cái kia độc nhất vô nhị. Thẩm Cảnh Vân xem của hắn thời điểm trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, xem Trần Phùng Tinh khoảng cách bản thân càng ngày càng gần, Thẩm Cảnh Vân cảm thấy bản thân hô hấp đều có chút ngưng trọng. Trần Phùng Tinh liền như vậy tao nhã bước bước chân từng bước một đi tới thẩm cảnh vân phía trước, ngay sau đó nhìn không chớp mắt tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến ra sân ca giải trí. Thẩm cảnh vân lúc này mới nhớ tới Trần Phùng Tinh phía trước nói, gặp lại không nhận thức, ai trước cùng ai nói chuyện, ai liền uông uông uông. Trần Phùng Tinh đây là nghiêm cẩn. Thẩm cảnh vân cảm thấy trong lòng có chút trống trơn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trần Phùng Tinh đi ra ngoài sau này, mặt không đổi sắc nói, hà ca, Công ty cái kia tiểu trước sân khấu rất có ý tứ, một hồi ngươi hỏi một chút, nàng có nguyện ý hay không làm trợ lý, nếu nguyện ý, kia tiền lương là nàng ở công ty gấp 2. Hà Thành nói. Ngươi này đục khoét nền tảng lấy đến chúng ta công ty A. Trần Phùng Tinh nở nụ cười một tiếng mới nói. Có thể gặp được một cái hợp ý ý không dễ dàng, trương tổng có thể lý giải, bằng không ta còn muốn vất vả tìm trợ lý. Trần Phùng Tinh không đề thẩm cảnh vân. Hà Thành cũng không đề. Hai người ngồi trên bảo mẫu xe, chuẩn bị đi ước định tốt địa điểm, cấp phía trước tiểu phóng viên một cái độc nhất vô nhị. Thẩm gia. Sở duyệt cầm cà phê ngồi trên sofa, nàng cũng không uống, chính là cầm thì không ngừng mà quấy, trên TV bá ra là Trần Phùng Tinh Ly hôn tuyên bố hội. Chỉnh tràng tuyên bố hội, sở duyệt đã mau nhìn xong rồi. Sở duyệt trước kia còn chưa có cảm thấy, nàng này nàng dâu, con dâu cũ, như thế có cá tính. Muốn trước đây Trần Phùng Tinh liền là như thế này, có lẽ nàng liền thích nàng đâu, ít nhất sẽ không buộc nàng ăn đường giấm chua ngư, nghĩ tới cái này sở duyệt còn thở dài. Lâm Di, kỳ thực Trần Phùng Tinh vẫn là không sai, ta trước kia sao vậy không biết a. À. Sở duyệt ngữ khí hơi có chút phiền muộn. Lần này Trần Phùng Tinh cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn đều nháo thành như vậy, Thẩm Lão Gia Tử cũng không ra mặt, Thẩm Phụ là hoàn toàn mặc kệ cũng không biết đều là cái gì ý tứ. Lâm Di khuyên nhủ, "Phu nhân, mặc kệ Trần Phùng Tinh là một cái cái gì dạng nhân, nhưng là nàng cùng thiếu gia cách không ly hôn, kia đều là bọn họ sự tình, ngươi không cần tự trách." "Đúng, đều do Cảnh Vân kia tiểu tử, bản thân nàng dâu không biết quý trọng, ta cũng không có làm cái gì, chính là cho nàng tặng kỹ bàn đường giấm chua ngư." Lâm Di không một hồi liền bưng tới ngân nhĩ hạt sen canh, nàng nói, "Phu nhân, uống ít điểm cà phê." Sở Duyệt mở miệng nói ta biết, chính là cầm cà phê tại đây ngồi chờ Cảnh Vân trở về, hoặc nhìn tương đối có cách điệu, từ lần trước đến bây giờ, chúng ta liền luôn luôn không gặp mặt. Lâm Di chạy nhanh đề nghị nói kia bằng không, ta cho ngươi đôn cái tổ yến. Sở Duyệt vất vất tay kia đi, vậy đôn tổ yến đi. Đợi đến Lâm Di đi phòng bếp, Sở Duyệt cúi đầu nhìn nhìn bản thân hôm nay mặt này thân quần áo, lại nhìn nhìn trên tay phấn chui nhẫn, thế này mới thoáng vừa lòng một ít xem tv bên trong trần phùng tinh thao thao bất tuyệt đối mặt phóng viên sở duyệt cười khẽ một tiếng nàng nói coi như có thể cũng không uổng phí ta dạy nàng như vậy lâu ít nhất ứng đối phóng viên thời điểm thành thạo nhưng là này cá mặn cái gì sẽ không có thể trích dẫn chút cái gì điển cố hoặc là một ít câu thơ cái gì không đợi lâm di tổ yến đôn hảo thẩm cảnh vân sẽ trở lại không đợi thẩm cảnh vân mở miệng sở duyệt trực tiếp một cái gối ôm tạp đi qua thẩm cảnh vân lẫn mất mau đợi đến gối ôm tạp đến một bên trên đất thời điểm thẩm cảnh vân nói mẹ ngươi đây là làm gì ma sở duyệt liếc mắt nhìn hắn ly hôn ta không phản đối nhưng là ngươi thiếu tiền ma thẩm cảnh vân không rõ chân tướng sở duyệt lại là một cái gối ôm tạp đi qua nàng nói ly hôn ngươi tổng yếu cam đoan một chút trần phồn tinh hậu nửa đời đi thẩm cảnh vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra hắn nói nàng không cần nhưng là ta đều chuẩn bị cho nàng tốt lắm trước kia dùng là biệt thự xe ta tất cả đều chuyển tới của nàng danh nghĩa còn có một chút có thể ổn định tiền lời cửa hàng nhưng là ta không nói với nàng sở duyệt nghe vậy gật gật đầu hắn nói nga kia không có việc gì ngươi trở về đi nhớ được cuối tuần cùng nhau trở về ăn một bữa cơm thẩm cảnh vân thẩm cảnh vân hỏi lão gia tử bên kia với ngươi liên hệ ma Thẩm lão gia tử bên kia như vậy hướng về Trần Phùng Tinh, lần này hắn cùng Trần Phùng Tinh ly hôn vậy mà một lần cũng chưa liên hệ hắn. Nhắc tới này sở duyệt cũng có chút kinh ngạc, nàng nói không liên hệ quá, liền ngay cả ba người cũng là không cái gì phản ứng, nói cách liền cách thôi. Lâm Di bưng tới muốn tổ yến, sở duyệt gặp thẩm cảnh vân còn tại kia, nàng phất phất tay. Ngươi còn đứng ở làm cái gì? Trần Phùng Tinh cùng thẩm cảnh vân này hôn cách có thể nói là không ai quản, đừng nói thẩm gia, thẩm gia bên này sở duyệt ít nhất còn hỏi hỏi ly hôn hậu vì cái gì chưa cho Trần Phùng Tinh tiền, Trần gia bên kia hoàn toàn không quản Trần Phùng Tinh. Trần Phùng Tinh cùng phóng viên là ở một nhà chủ đề quán cà phê gặp, không khí không sai, chính là cái kia phóng viên khả năng vừa mới nhập chức không lâu, cho nên đối mặt Trần Phùng Tinh thời điểm có chút khẩn trương. Bất quá vị này phóng viên rất đáng yêu, vừa thấy đến Trần Phùng Tinh liền chúc Trần Phùng Tinh sinh nhật vui vẻ. Ngươi tới phía trước đều muốn hảo muốn hỏi cái gì ma, có hay không đem muốn hỏi viết trên giấy. Tòa ở một bên Hà Thành mở miệng hỏi nói. Hà Thành nghĩ tới tương đối nhiều, Trần Phùng Tinh ngày mai đi tham gia phong bế huấn luyện, hắn muốn cho Trần Phùng Tinh buổi chiều thả lỏng một chút, cho nên cũng không tưởng tại đây chậm trễ cái gì công phu. Vị kia phóng viên gật gật đầu, Hà Thành nói, vậy cầm giấy chiếu đọc đi, Phùng Tinh trực tiếp trả lời ngươi. Vị kia phóng viên một mặt sùng bái xem Trần Phùng Tinh, nàng xuất ra bản thân ghi lại còn có chút ngượng ngùng, nàng hỏi, đối với ly hôn, ngươi có cái gì cảm tưởng ma? Trần Phùng Tinh, quý trọng hôn nhân, mặc kệ sau này các ngươi là phủ cộng bạch thủ. Ngươi cùng thẩm tổng ly hôn sau này hội làm bằng hữu ma. Này ta không có cách nào khác trả lời ngươi, bởi vì ta bản thân đều không biết. Vậy ngươi đối tân tình cảm lưu luyến có cái gì cái nhìn? Này ta cũng không biết khi lý tưởng của ngươi hình là cái gì dạng? Vấn đề này nhường Trần Phùng Tinh suy nghĩ một hồi, không giống vừa mới như vậy đối đáp trôi chảy, đi lại một hồi lâu nàng mới nói, cao cao, hoặc nhìn thật thanh tú, nhưng muốn thật ôm nhu, đồng hành bất đồng đi thờ ơ, nếu là cùng đi tốt nhất kỹ thuật diễn tốt chút, có thể dạy ta, nếu kỹ thuật diễn kém thờ ơ, nhưng là muốn lên tiếng một ít. Đúng rồi, tốt nhất là cái loại này ôm nhu nhưng là còn có chút nghiêm túc, Tỷ như hắn cảm thấy ta nơi nào làm không đúng, sẽ rất nghiêm túc theo ta thương lượng, rồi mới giúp ta tưởng biện pháp giải quyết. Hà Thành một mặt mộng bức, phóng viên muốn nói lại thôi, cuối cùng đều đem máy ghi âm đóng. Trần Phùng tinh thấy thế ngừng lại, nàng không trả lời vị này phóng viên hảo mấy vấn đề, cho nên muốn lý tưởng hình trả lời cẩn thận một ít, nhưng là nàng người đại diện cùng vị này phóng viên sao vậy có chút kỳ quái a? À. Vẫn là vị kia phóng viên lắp bắp mở miệng, nàng hỏi ngươi. Lý tưởng của người hình là chu tử tu ma. Chương 18 Chu tử tu là ai? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Vị kia phóng viên hỏi xong Trần Phùng Tinh lý tưởng hình có phải không phải chu tử tu sau này, Hà Thành cũng là một mặt phức tạp, có loại tan thương cảm giác. Hai người gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phùng Tinh, Trần Phùng Tinh uống một ngụm nước trái cây, rồi mới phi thường bình tĩnh hỏi, chu tử tu là ai? Chu tử tu là ai? không biết Chu Tử Tu còn hỗn cái gì vòng giải trí a. À? Vị này Chu Tử Tu, 18 tuổi xuất đạo sau này, vòng giải trí hoa hạ cao nhất giải thưởng toàn bộ lấy lần, đứng ở quốc tế thượng sau này, dứt khoát kiên quyết tạm lui vòng giải trí, mở mộng ảo giải trí, lại chẳng mấy chốc, mộng ảo giải trí thành vòng giải trí số 1 giải trí công ty. Càng đáng sợ là, hoàn thành này đó toàn bộ thành tựu, Chu Tử Tu chỉ dùng không đến 9 năm. Vừa mới tiến vòng giải trí thời điểm, Chu Tử Tu cơ hồ là ngày đêm không ngừng quay phim, kỹ thuật diễn người tốt bộ dạng thanh tú, rất nhanh sẽ phát hỏa, phát hỏa sau này càng thêm nỗ lực bắt đầu công tác. Hắn dùng 9 năm, hoàn thành người khác 90 năm đều không nhất định có thể hoàn thành sự tình. Lui khỏi vị trí mạc hậu thời điểm, Chu Tử Tu tham gia một minh tinh tâm sự tiết mục, lúc đó có người hỏi hắn lý tưởng hình, cùng với nếu sau này yêu đương hội là một cái thế nào bạn trai. Chu Tử Tu là như thế trả lời lý tưởng hình này không cái gì yêu cầu đi ta tương đối tin tưởng nhất kiến chung tình có phải không phải đồng hành cũng không chỗ nào nếu là cùng đi kỹ thuật diễn kém chút không quan hệ ta có thể giáo nàng nhưng là phải có tiến tới tâm về phần ta sẽ là một cái cái gì dạng bạn trai ta bình thường rất ôn nhu nhưng là nàng làm không đúng sự tình ta sẽ thật nghiêm túc cùng nàng sửa chữa rồi mới giúp nàng nghĩ biện pháp giải quyết Chu Tử Tu diện mạo cũng thật phù hợp Trần Phùng Tinh nói lý tưởng hình cao cao, thật thanh tú. Này con là một cái tâm sự tiết mục trả lời, nhưng là làm khách này tâm sự tiết mục là Chu Tử Tu, cho nên đến bây giờ Hà Thành đều nhớ được lời nói này. Hà Thành đem Chu Tử Tu lý tưởng hình cùng sau này hội làm một cái cái gì dạng bạn trai trả lời nói với Trần Phùng Tinh một lần, chính là Trần Phùng Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Nếu không phải là bởi vì nơi này còn có một phóng viên. Hà Thành thật muốn hỏi một câu, ngươi có phải không phải thật sự thích Chu Tử Tu, lúc trước tiếng vòng giải trí cũng là vì Chu Tử Tu linh tinh. Nhưng là hiện tại, Hà Thành chính là nhìn Trần Phùng Tinh còn có chút khẩn trương. Cái kia phóng viên chạy nhanh nói, kỳ thực, có một độc nhất vô nhị là được rồi, vấn đề này coi như làm ta không có hỏi đi. Ta thật không biết ai là Chu Tử Tu. Hà Thành cảm thấy hiện tại còn kém một điếu thuốc. Hắn có thể đủ hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu tan thương phun vòng khói. Trần Phùng Tinh nói, vậy đổi một vấn đề đi, ta thờ ơ, nhưng là không thể lôi kéo một cái không biết nhân sao làm. Nếu hiện tại Trần Phùng Tinh nói cái gì lý tưởng hình là Chu Tử Tu, vậy tính nàng không là sao làm, truyền thông cũng sẽ cho rằng nàng là sao làm, nhưng lại sẽ làm nhân cảm thấy chán ghét. Tỷ như hiện tại có một cùng bản thân không quen thuộc Nam Minh Tinh nói cái gì. Trần Phùng Tinh là của ta lý tưởng hình, như vậy Trần Phùng Tinh tuyệt đối sẽ cho rằng hắn ở sao làm. Đương nhiên, còn có một loại tình huống sẽ không bị như thế cho rằng, thì phải là làm Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu đứng ở một cái độ cao thời điểm. Này hiển nhiên không là thật khả năng, một cái là vòng giải trí bình hoa, một cái là thực lực phái ảnh đế. Hà Thành nói, chúng ta đây chạy nhanh vấn đề kế tiếp, vấn đề này chúng ta liền quá. Vị kia phóng viên chạy nhanh gật gật đầu, rồi mới tiếp tục bắt đầu nêu câu hỏi. "Ta có thể hỏi một chút, ngươi cùng Thẩm tổng lúc trước vì cái gì ở cùng nhau ma?" Hắn đối ta nhất kiến chung tình. "Hà Thành." Dù sao ly hôn là thẩm cảnh vân đề xuất, kia coi hắn như lúc trước là đối Trần Phùng tin nhất kiến chung tình đi, cũng có thể cho rằng bồi thường. "Ngươi cùng Thẩm tổng luyến ái chi tiết bạn trên mạng đều không biết, ta muốn biết" thẩm tổng vì truy ngươi làm qua tối ngốc sự tình là cái gì tối ngốc sự tình hắn theo ta cầu hôn ta không đáp ứng hắn nói ta không đáp ứng kia hắn liền không đi làm hắn không đi làm sẽ chậm trễ công ty công trạng chậm trễ công ty công trạng sẽ giảm biên chế như vậy thật nhiều mọi người hội bởi vì ta thất nghiệp hà thành ngươi như thế có thể sao vậy không đi làm biên kịch a vậy ngươi hội hối hận cùng thẩm tổng ly hôn ma không hối hận bởi vì hắn không sẽ tìm được một cái so thích ta còn muốn thích nữ nhân hà thành ta tin ngươi một chữ tính ta thua trần phùng tinh trả lời xong rồi còn vừa lòng gật gật đầu nhưng là nhưng làm đối diện phóng viên cấp cảm động đến nàng hỏi phùng tinh tỷ tỷ đã như vậy các ngươi vì cái gì còn muốn ly hôn bởi vì trần phùng tinh hơi hơi cúi mâu ngay sau đó nàng cười nói chúng ta đều muốn đem phần này tình yêu lưu dưới đáy lòng a không nghĩ đến cuối cùng, ngay cả phần này tình yêu đều không có. Chính là nói mấy câu, vị kia phóng viên đã tưởng tượng ra vừa ra hào môn yêu hận tình thù. Độc nhất vô nhị kết thúc thời điểm, phóng viên đối Trần Phùng Tinh tỏ vẻ cảm tạ, hứa hẹn nhất định sẽ không loạn sửa nàng trả lời bản thảo, hơn nữa nàng bởi vì Trần Phùng Tinh, lại tin tưởng tình yêu. Đợi đến phóng viên ra quán cà phê, Trần Phùng Tinh cùng Hà Thành liền chạy nhanh đi ra ngoài thượng bảo mẫu xe, thượng bảo mẫu xe Hà Thành liền xem Trần Phùng Tinh. Trần Phùng Tinh cũng nhìn Hà Thành, còn đối với hắn chớp mắt. "Hà ca, ta vừa mới kỹ thuật diễn có phải không phải rất tuyệt?" Hà Thành thở dài, hắn hỏi, "Ngươi vì cái gì như thế trả lời a?" Trần Phùng Tinh hồi đáp, "Bởi vì ta còn tưởng ở vòng giải trí hỗn a, ta cùng Thẩm Cảnh Vân ly hôn, như vậy bao nhiêu nhân coi ta là thành hào môn bị chồng ruồng bỏ, cảm thấy Thẩm Cảnh Vân chán ghét ta, vì lấy lòng Thẩm Cảnh Vân" đều đến khi dễ ta nhưng là nếu ta đem ly hôn sự tình đổi một loại cách nói vậy không giống với rất có đạo lý nhưng là ngươi lo lắng quá thẩm cảnh vân cảm thụ ma thẩm cảnh vân ta cũng vì hắn suy nghĩ a à, làm cho hắn làm một cái thâm tình hoa hạ thủ phủ tương lai người thừa kế tổng so làm một cái phụ lòng hắn cường đi có lẽ hắn công ty cổ phiếu còn có thể trướng đâu nếu giờ phút này hắn làm cho ta cho hắn công ty sản phẩm làm đại ngôn có lẽ công trạng còn có thể tăng lên đương nhiên hắn liền tính muốn tìm ta đại ngôn ta cũng vậy sẽ cự tuyệt còn có cái kia phóng viên kiếm tiền thưởng cũng sẽ rất nhiều hà thành gõ sao tay lái rồi mới nghi hoặc nói vì cái gì ta cảm giác ngươi gần nhất nói cái gì đều như vậy có đạo lý đâu bởi vì ta vốn liền có đạo lý a quên đi ngươi vui vẻ là tốt rồi trần Phùng tinh sự tình cũng đều bận hết sẽ chờ ngày mai bắt đầu phong bế huấn luyện, Hà Thành hỏi nàng tưởng không muốn đi chơi chỗ nào một chút, Trần Phùng Tinh cự tuyệt, Hà Thành liền đem Trần Phùng Tinh cấp đuổi về tiểu khu. Đợi đến Trần Phùng Tinh dưới lầu thời điểm, Hà Thành nói, đợi đến ta về công ty sau này, phải đi giúp ngươi hỏi cái kia trước sân khấu có nguyện ý hay không cho ngươi làm trợ lý, nếu nguyện ý ta ở nói với Trương tổng một chút, chuyện này giải quyết xong rồi, ta đi mua vài thứ tặng cho ngươi huấn luyện lão sư lần này cho ngươi thỉnh lão sư nhưng là ảnh thị đại học lão sư, hắn thật vất vả trừ không? Trần Phùng Tinh Phi thường nhu thuận gật gật đầu. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, gọi điện thoại cho ta, ta có không liền đi qua cho ngươi đưa. Trần Phùng Tinh như trước nhu thuận gật đầu. Được rồi, ngươi trở về đi. Trần Phùng Tinh nhu thuận gật đầu, rồi mới xuống xe. Hà Thành cảm giác nơi nào là lạ, nhưng là giống như nơi nào lại cũng không là lạ. Khởi động xe, Hà Thành lầu bầu nói, cũng không biết thẩm cảnh vân nhìn đến Trần Phùng Tinh cái kia độc nhất vô nhị, cái gì cảm giác, nhất kiến chung tình, vì nàng đều không đi làm, còn. Nói đến này, Hà Thành phốc suy nở nụ cười một tiếng. Trần Phùng Tinh đứng ở tại chỗ xem Hà Thành đem xe khai đi, nàng thân cái lười thắt lưng, bước khoan khoái bước chân trở về, đợi đến đi trở về sau này, liền thay đổi một bộ màu xanh nhạt vận động phong quần đùi cùng ngay cả mạo vệ y lại đeo khẩu trang cùng mũ phải đi ga ra ngầm. Vì cái gì Trần Phồn Tinh mặt vẫn là lục sắc. Nàng chính là tùy ý cầm một bộ. Đến địa hạ dừng xe khố lên xe, Trần Phồn Tinh nói, khu vui chơi, xuất phát. Đã lái xe mở rất xa Hà Thành, vẫn là cảm giác là lạ, lạ, nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cục biết nơi nào là lạ. Trần Phồn Tinh hôm nay sao vậy như thế nhu thuận? Một cái dám đi sắm truyền thông đường cá nhân, vậy mà như thế nhu thuận nhưng là nghĩ lại, Trần Phùng Tinh hôm nay vừa vừa ly hôn, khả năng cần nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, Hà Thành cũng liền không có suy nghĩ cái gì. A à, thị lớn nhất khu vui chơi tên là máy xay gió khu vui chơi, hơn nữa này khu vui chơi vị trí vị trí không là thật hẻo lánh, liền ở trong thành, cho nên nhân rất nhiều, ưu việc chính là không cần lái xe khai lâu lắm. Trần Phùng Tinh lựa chọn chính là này khu vui chơi, nàng cũng không tưởng ngoạn nhiều lắm này nọ, chính là tưởng ngoạn một cái quá sơn xe đến máy xay gió khu vui chơi, ở bên ngoài mua phiếu, Trần Phùng Tinh phải đi máy xay gió khu vui chơi. So với việc mang trợ lý mang người đại diện cùng nhau đi lại, bản thân một người đi lại bất việc, hơn nữa không dễ dàng bị ở khu vui chơi du ngoạn nhân phát hiện. Càng khéo là, cùng Trần Phùng Tinh ý tưởng giống nhau còn có một người, thì phải là Chu Tử Tu. Trần Phùng Tinh vào khu vui chơi sau này, liền phát hiện một cái rất dài đội ngũ, cái kia đội ngũ còn có người hô tên Chu Tử Tu, cùng với Chu Tử Tu biệt danh. Trần Phùng Tinh không sao vậy nghe rõ ràng, nhưng là cũng liền là bởi vì cái dạng này, quá sơn xe nơi đó nhân không là rất nhiều. Trần Phùng Tinh lựa chọn, hiện tại đi tọa quá sơn xe, làm xong quá sơn xe phải đi ăn cơm chiều, rồi mới trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai phong bế huấn luyện. Chương 19 Ngươi có phải không phải thầm mến Chu Tử Tu? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu tử tu đến khu vui chơi Chu Chu tử tu, thật sự ma, hắn hiện tại kia Không biết, dù sao hiện tại hơn một nửa mọi người đuổi theo hắn Ngươi không thấy khu vui chơi đều thanh tịnh rất nhiều ma Trần Phùng Tinh cúi đầu không vội không chậm tiêu sái Nhưng là này đó phan thật sự là quá nhiệt tình Chu tử tu đến khu vui chơi đã lên hot search Người chung quanh đều ở thảo luận này, muốn đi chụp cái coi thường tần phát bằng hữu trong vòng mặt. bất quá đi rồi một đoạn đường, trần phùng tinh đã nghe được vài thứ chu tử tu tên này. đều tạm lui vòng giải trí, còn có thể có này thế, cũng là không dễ dàng. bao nhiêu minh tinh vì chứng minh bản thân rất hot, mướn nhân đóng máy bay trang phan a. trần phùng tinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, quá sơn xe khoảng cách nàng càng ngày càng gần, có thể có hơn 10 thước lộ, nàng lôi kéo bản thân khẩu trang tiếp tục đi về phía trước quá sơn trên xe mặt xem kích thích, ngẫm lại khiến cho nhân hưng phấn. Kỳ thực Trần Phùng Tinh trước kia không tỏa quá quá sơn xe, nhưng là luôn luôn rất tưởng ngồi, lần này hạ quyết tâm, Trần Phùng Tinh cảm thấy là vì bản thân theo mặt thế trở về lá gan khá lớn. Tang thương Hà Thành vẫn là lo lắng Trần Phùng Tinh, cho nên cấp Trần Phùng Tinh đánh cái điện thoại, còn có một việc, chính là trước sân khấu tiểu cô nương nghe nói phải làm Trần Phùng Tinh trợ lý, lập tức tỏ vẻ, đừng nói thêm tiền lương, chính là chụp tiền lương, nàng đều can. Hà Thành hỏi câu kia cho ta làm trợ lý đâu. Trước sân khấu muội tử cái kia, ta có thể lựa chọn chụp tiền lương tiếp tục làm trước sân khấu. Hà Thành không là hiểu lắm hiện tại người tuổi trẻ này, cái gì kêu cho hắn làm trợ lý, tình nguyện lựa chọn chụp tiền lương tiếp tục làm trước sân khấu. Chẳng lẽ ở người đại diện hàng ngũ trung, hắn bộ dạng không tuấn lãng ma? Tuy rằng trước sân khấu tiểu cô nương tỏ vẻ chỉ là chúng ta tính cách không thích hợp, tính cách không thích hợp, nàng tưởng thân cận a, còn tính cách không thích hợp. Kỳ thực Hà Thành cũng biết cái kia tiểu cô nương là theo hắn đùa giỡn, nhưng là còn là có chút phiền muộn. Điện thoại chuyển được, Hà Thành nói. Phùng Tinh a, Trần Phùng Tinh, xảy ra chuyện gì Hà Ca? Trần Phồn Tinh bên cạnh một cái mặt giáo phục tiểu cô nương hỏi, ngươi là muốn chơi đùa sơn xe ma, ta có thể hay không với ngươi tọa cùng nhau a? À? Quá sơn xe nơi này không cái gì nhân, bởi vì vừa mới chu tử tu chính là từ nơi này chạy, ở trong này xếp hàng cơ bản đều đuổi theo chu tử tu, Trần Phùng Tinh đi lại trực tiếp bài thượng đội, vào quá sơn mặt trong xe, chuẩn bị bắt đầu tuyển chỗ ngồi. Hà Thành Cùng nhau làm qua sơn xe Nằm tàu Trần Phùng Tinh sẽ không ở máy xay gió khu vui chơi đi. Làm một cái người đại diện, nhất là Trần Phùng Tinh nhiệt độ rất cao thời điểm, Hà Thành đương nhiên muốn chú ý trên mạng tin tức, nhất là uy bộ hot search. Vừa mới uy bộ mặt trên điều thứ nhất hot search là chu tử tu máy xay gió khu vui chơi chu tử tu thượng hot search đều là cùng giải trí công ty chuyện có liên quan đến, hơn nữa đại bộ phận thượng vẫn là tạp chí kinh tế tài chính, cho nên gặp được như thế một cái hot search, Hà Thành liền điểm mở. Kỳ thực không cần điểm khai, xem hộp sớt tiêu đề, chỉ biết vì cái gì chu tử tu thượng học sớt, chính là chu tử tu đi máy xay gió khu vui chơi. Trần Phùng Tinh ở đâu? Sẽ không đã ở chu tử tu đi cái kia máy xay gió khu vui chơi đi. Hà Thành, ngươi ở, máy xay gió khu vui chơi. Trần Phùng Tinh, đúng vậy, ta ở tọa quá sơn xe, tọa xong rồi quá sơn xe trở về đi. Ở máy xay gió khu vui chơi còn muốn tọa Hoàng Quá Sơn xe lại trở về. Hít sâu một ngụm, Hà Thành Nghiêm cẩn hỏi: "Ngươi có phải không phải thầm mến Chu Tử Tu?" Trần Phùng Tinh: "Qua có thể có hơn 10 giây thời gian." "Hà ca, ngươi nghe ta giải thích." "Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe." "Này." Trần Phùng Tinh: "Nguyên lai like của nàng người đại diện cùng nàng giống nhau tùy hứng a." Hiện tại Hà Thành liền một cái ý tưởng chạy nhanh đi máy xe gió khu vui chơi tìm Trần Phùng Tinh, ở phóng viên đuổi tới máy xe gió khu vui chơi phía trước. Chu Tử Tu đều thượng uể bộ hốc phóng viên khẳng định đuổi đi qua. Hà Thành một bên đi ra ngoài vừa nói, "Phùng Tinh, chúng ta đừng đùa quá sơn xe, chơi đùa sơn xe có cái gì ý tứ, chờ ngươi kiếm tiền, ngươi khai cái khu vui chơi đều được, ngươi hiện tại chạy nhanh xuất ra, ta đi khu vui chơi tiếp ngươi." Trả lời Hà Thành là Trần Phùng Tinh bên kia một cái phan thanh âm. Trần Phùng Tinh, ngươi là Trần Phùng Tinh đúng hay không? Trần Phùng Tinh bên kia biết phan nhận thức ra bản thân, chạy nhanh treo điện thoại. Người chung quanh cơ hồ đều nhìn về phía Trần Phùng Tinh. Trần Phùng Tinh đối với cái kia phan nói, ngươi nhận sai người. Cái kia phan thật kiên định, ngươi là Trần Phùng Tinh. Tức giận nga, một hồi là có thể tỏa quá sơn xe. Nếu Hà Thành biết Trần Phùng Tinh này ý tưởng, phỏng chừng hội mộng so so giờ phút này ngươi không chạy nhanh chạy, ngươi còn đang suy nghĩ, một hồi là có thể tọa quá sơn xe, tức giận Nga. Ngươi như thế có thể, còn tọa cái gì quá sơn xe? Xem cũng sắp khởi động quá sơn xe, Trần Phùng tin một cái bước xa vọt đi qua, ngồi trên đi hơn nữa chuẩn bị cho tốt vòng bảo hộ, nháy mắt tranh đoạt ngồi ở Trần Phùng Tinh bên cạnh nhiều đếm không xuể. Kiểm tra dây an toàn A-di rất nhạc định, nàng nói, đều làm gì ma, đều làm gì ma, còn ngoạn không ngoạn, không ngoạn liền đi ra ngoài. Trần Phùng Tinh cảm tạ này A Di hỗ trợ. Này A Di mới không biết cái gì Trần Phùng Tinh không Trần Phùng Tinh, nàng chỉ biết là muốn nỗ lực công tác. Còn có người không phục quản, tưởng muốn tiếp tục đi truy đuổi Trần Phùng Tinh. Vị kia công tác A Di nói. Các ngươi còn như vậy ta gọi bảo an thanh tràng, ta mặc kệ này cái gì Phùng Tinh là cái gì Minh Tinh, nhưng là địa bàn của ta ta làm chủ, chơi đùa sơn xe, chạy nhanh cho ta ngồi trên đi, không đùa đuổi mau đi ra. Tại đây vị a di công tác tinh thần hạ, nháy mắt người chung quanh đều phi thường thành thật. Kỳ thực a di thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi đến khoảng 40 tuổi, Trần phùng Tinh xem nàng đối với nàng chớp mắt, vị kia a di khẽ gật đầu. Này là công tác của ta, phải làm, không cần cảm tạ ta, ngươi là minh tinh cũng có chơi đùa sơn xe quyền lợi. Hiện tại khu vui chơi nhân viên công tác, đều như thế lợi hại ma. Trần Phùng Tinh nhẹ nhàng thở ra, có thể tọa quá sơn xe, chờ tọa hoàng quá sơn xe nàng ở chạy. Trần Phùng Tinh bên cạnh vị trí ngồi nhân, ngồi ở Trần Phùng Tinh phía trước luôn luôn tại quay đầu, Trần Phùng Tinh bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Phía trước một cái nam hài phi thường ngại ngùng hỏi cái kia, có thể cho ta ký tên ma? Ta không biết ta có thể hay không cho ngươi ký tên, nhưng là ta biết, ngươi lại tiếp tục bảo trì này động tác, của ngươi cổ hội đau. Quá sơn xe khởi động, Trần Phùng Tinh không chỉ có bình tĩnh, còn mặt không đổi sắc. Ở mọi người tiếng thét chói tai, cùng với nước chảy bèo trôi tiếng thét chói tai trung, Trần Phùng Tinh biểu hiện, thật thanh thuần thật không điệu bộ. Đợi đến quá sơn xe ngoạn xong rồi, Trần Phùng Tinh đi xuống, long long bản thân tóc, ngay sau đó ở mọi người còn chưa có phản ứng tới được thời điểm, nàng xuất ra 800 thước tiến lên tinh thần. Trần Phùng Tinh chạy, mặt sau phan liền bắt đầu truy nàng. Trần Phùng Tinh không có nhiều hỏa, rất nhiều đều là xem người khác truy, ta cũng liền đuổi theo, dù sao chỉ biết phía trước chạy là cái minh tinh là được rồi. Nhưng là Trần Phùng Tinh này trận trận so vừa mới tiến khu vui chơi thời điểm, truy chu tử tu phan trận trận quả thực không ở một cái tiêu chuẩn thượng, cho nên Trần Phùng Tinh cảm thấy, bản thân là có thể chạy. Trần Phùng Tinh chuyên môn tìm người thiếu địa phương chạy, như vậy truy của nàng Phan cũng không đến mức nhiều lắm. Nhưng mà Chu Tử Tu cũng là như thế nghĩ tới. Hai bác nhân mã, không thể buông tha. Ngay tại Trần Phùng Tinh cho rằng bản thân có thể trực tiếp lao ra đi thời điểm, đối diện chạy tới một cái đội ngũ. Trần Phùng Tinh. Chu Tử Tu bên kia tình huống cũng là giống nhau, cho rằng bản thân có thể chạy, rồi mới đối diện chạy tới một cái đội ngũ, đem lộ cấp đổ thượng. Hai người kia sao vậy chạy a? Chu Tử Tu có thể có một M8 nhiều vóc người mặc một bộ màu xám hưu nhàn quần áo, một đầu tóc đen xỏa tung, mang theo cùng Trần Phùng Tinh đồng khoảng khẩu trang, một đôi chân dài thẳng tắp thon dài. Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu kia đều là xuất ra tốc độ nhanh nhất, cho nên hai người chạm trán thời điểm cũng chưa có thể sát trụ áp, Trần Phùng Tinh trực tiếp đụng vào Chu Tử Tu trong lòng. Hai người thân cao đầy đủ kém một cái đầu, Trần Phùng Tinh ngẩng đầu, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau. Chương 20 ta vừa mới không phân ra đến tả hữu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Phùng Tinh cảm thấy bản thân giống như tiến vào nhất u ngân hà bên trong, nếu là bình thường còn có thể lăn như vậy một chút, nhưng là hiện tại này trận trận, không thích hợp. Từ nay về sau lui một bước, Trần Phùng Tinh ngượng ngùng cùng Chu Tử Tu cười cười, Chu Tử Tu gật gật đầu. Hai người kia lúc này còn không chạy, còn có tâm tư chào hỏi, cũng đều không phải người bình thường. Hiện trường có chút lộn xộn, các loại thanh âm cùng chụp ảnh thanh xen lẫn ở cùng một chỗ. Tối đồ sộ trừ bỏ bị vây quanh ở bên trong Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu, còn có phấn đấu ở tối bên ngoài một đám chạy tới phóng viên. Bọn họ vốn cho rằng chỉ có Chu Tử Tu ở trong này, nhưng là không nghĩ tới Trần Phùng Tinh cũng ở trong này, còn như thế. Như thế một lời khó nói hết. Chủ yếu là trường hợp rất đồ sộ. Các ngươi nhường nhường A, chúng ta là phóng viên A. Đại ca, ngươi nhường một chút đi. Đứng ở tối bên ngoài cái kia đại ca cũng là cái sản khoái nhân, nhưng là cũng rất ngay thẳng. Hắn chỉ chỉ bên trong, đừng chen. Bên ngoài chụp mấy trương được, phía trước chụp ảnh, các ngươi một hồi mua mấy trương không là đến nơi ma. Chúng phóng viên, này ba phóng viên coi như là không sai, bọn họ là lý giải không xong đối diện phóng viên tâm tình, bởi vì bọn họ truy là Trần Phùng Tinh không truy bao lâu, một khác ba phóng viên truy là Chu Tử Tu bọn họ có thể lý giải theo cuối cùng mặt đuổi theo, rồi mới khoảng cách chu tử tu 30 thước, 20 thước, 10 thước, cái kia hưng phấn, cái kia kích động, lập tức muốn đuổi tới dẫn đầu phía trước thời điểm, Trần Phùng Tinh dẫn theo nhất bác nhân nghênh diện mà đến, cản phía trước lộ là một loại cái gì dạng cảm thụ ma. Trong đám người có một vị nhiếp tượng sư cười nói, ha 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 ha, may mắn ta thủ dài. Đối với nhiếp tượng sư cùng phóng viên đã đến hợp lại ai thủ trưởng lúc, thủ trưởng có thể đem máy quay phim dơ lên, trên tay có thể đem microphone để đi ra ngoài. Vóc người không cao lắm phóng viên, Hoàng Mỹ thuyết minh biểu cảm bao lạnh lùng. JPG mọi người đều là cùng nhau truy tới được, liền bởi vì các ngươi trên tay là có thể so qua chúng ta mà. Ngay từ đầu Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu còn có thể bảo trì một ít khoảng cách, theo bọn họ phía sau hai bác nhân càng ngày càng đi phía trước chen, bọn họ đã bị đụng đến cùng nhau. Trần Phùng Tinh, Chu Chu Lão sư, chúng ta làm sao đây a? À? Đối với Chu Tử Tu Trần Phùng Tinh chỉ nhớ rõ một cái, thì phải là ở vòng giải trí tư lịch rất cao, dù sao kêu Chu Lão sư là được rồi. Khu vui chơi đã phái ra nhân viên công tác đi lại hỗ trợ, nhưng là vẫn như cũ không cái gì dùng, bởi vì bọn họ còn tại phóng viên mặt sau. Trần Phùng Tinh bị chen lão đảo một chút, Chu Tử Tu đưa tay đỡ lấy nàng, ngay sau đó một cái thon dài thủ bắt được cổ tay nàng. Trần Phùng Tinh ngẩng đầu nhìn hướng Chu Tử Tu, bởi vì thân cao nguyên nhân, Trần Phùng Tinh thấy được Chu Tử Tu kia thon dài nồng đậm lông mi, giống như so của nàng lông mi còn xinh đẹp. Chu Tử Tu nói, "Một hồi đi ra ngoài, ta đi phía trái chạy, ngươi hướng hữu chạy." Của hắn thanh âm rất ôn hòa, nói chuyện thời điểm hầu kết lăn lộn. Gật gật đầu, Trần Phùng Tinh tỏ vẻ bản thân minh bạch. Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu phân hai bên chạy, hai người có thể phân tán quần chúng không đến mức làm cho bọn họ đều hướng một bên truy giờ phút này Chu Tử Tu lôi kéo Trần Phùng Tinh hướng bọn họ bên trái đi bên trái phang thét chói tai Chu Tử Tu nói với bọn họ cảm ơn thật là có vài vị cấp Chu Tử Tu nhường lộ Trần Phùng Tinh buông xuống ánh mắt nhìn Chu Tử Tu lôi kéo cổ tay nàng thủ khớp xương rõ ràng thật là đẹp mắt trách không được người này có thể ở vòng giải trí phát triển như vậy hảo còn mở giải trí công ty trong đám người có người hô, bọn họ hướng bên trái chạy. Nhất thời một đám người ào ào đều hướng bên trái chạy đi qua, Chu Tử Tu vừa mới làm hảo giống cũng là vô dụng công, Trần Phùng Tinh miếm miếm môi, nghĩ sao vậy tài năng theo trong đám người lao ra đi. Liền trong lúc này, Chu Tử Tu lôi kéo Trần Phùng Tinh liền hướng bên phải chạy, hai người liền như vậy liền xông ra ngoài. Chạy ra khỏi đám người sau này, Chu Tử Tu buông lỏng ra lôi kéo Trần Phùng Tinh thủ, Trần Phùng Tinh dùng ngón tay tả hữu chỉ vài cái, cũng là có chút mộng, cho nên không phân rõ tả hữu, liền đi theo chu tử tu mặt sau chạy. Trần Phùng Tinh chạy cũng là mau, không một hồi liền đuổi theo chu tử tu. Trần Phùng Tinh nói, thực xin lỗi, ta vừa mới không phân ra đến tả hữu. Nghe vậy, đang ở chạy về phía trước chu tử tu nở nụ cười một tiếng, hắn nói, cũng xong, tỉnh một hồi ta muốn chạy đi, ngươi lại xông lại. Trần Phùng Tinh nói, "Ta gọi Trần Phùng Tinh." Chu Tử Tu không đáp lại, Trần Phùng Tinh cũng không đang nói chuyện. Chạy như thế xa, điều này cũng là thân thể lực sống a, à, Trần Phùng Tinh mồ hôi đầy đầu, gò má đều đỏ, nàng muốn đem khẩu trang bắt đến, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là mang theo đi. So với việc Trần Phùng Tinh, Chu Tử Tu hiển nhiên là làm công khóa, ít nhất biết sao vậy theo khu vui chơi đi ra ngoài, Trần Phùng Tinh đi theo hắn một đường chạy tới xuất khẩu phụ cận cách đó không xa, Hà Thành cũng không biết Trần Phùng Tinh ở đâu, vừa mới hắn đi liên hệ khu vui chơi nhân, nhưng là bị cho hay đã có nhân liên hệ qua, phái bảo an đi qua, nhưng là khả năng không cái gì dùng. Hắn ở theo dõi thượng thấy được vị trí muốn đi tìm Trần Phùng Tinh, nhưng là nghĩ lại, hắn đi cũng hướng không đi vào, còn không bằng ở chỗ này chờ Trần Phùng Tinh. Nếu một hồi Trần Phùng Tinh xuất ra, như vậy hắn là có thể ở trong này tiếp ứng Trần Phùng Tinh rồi mới hai người đi ra ngoài thượng bảo mẫu xe. Trần Phùng Tinh thấy được Hà Thành phất phất tay, Hà Thành thế này mới nhẹ nhàng thở ra. nhất thời hai người tổ biến thành ba người tổ, ba người cùng nhau chạy ra khu vui chơi. đến bảo mẫu xa tiền, Trần Phùng Tinh nói Hà Ca, chúng ta đem cái kia, cái kia chu, Chu Lão sư cùng nhau đưa đến dặm. Trần Phùng Tinh còn muốn đi tìm Chu Tử Tu. Kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn đến cách đó không xa Chu Tử Tu lên xe. Hà Thành nói, chạy nhanh trở về đi, một hồi ở làm sáng tỏ một chút, quên đi, cũng không cần ngươi làm sáng tỏ, Chu Tử Tu bên kia hội bản thân giải quyết, ngươi chuẩn bị tham gia phong bế huấn luyện là được rồi. Trần Phùng Tinh lại thượng bảo mẫu xe, Hà Thành lên xe liền lại là một bộ tang thương bộ dáng. Trần Phùng Tinh. Cái kia, Hà ca. Ta biết ngươi ly hôn nhưng là ly hôn cũng không thể như thế tùy hứng a Hà Ca, ta vừa mới chơi quá sơn xe, cho nên lần sau ta liền không đến khu vui chơi. Lần sau sẽ không đến khu vui chơi. Đây là không đến khu vui chơi chuyện ma, đây là không thể như thế bốc đồng sự tình. Đợi chút, Trần Phùng Tinh sao vậy đùa quá sơn xe? Hắn thấp Trần Phùng Tinh gọi điện thoại thời điểm, nàng không là còn chưa có chơi đùa sơn xe ma, rồi mới liền bắt đầu bị phan truy ở khu vui chơi nơi nơi chạy xem Hà Thành Nghi hoặc bộ dáng, Trần Phùng Tinh Phi thường kiêu ngạo nói ta vừa mới chơi quá sơn xe, rồi mới mới chạy. Hà Thành Lần này Hà Thành mang theo Trần Phùng Tinh đi ăn cơm chiều, rồi mới mới đem Trần Phùng Tinh cấp tặng trở về, hơn nữa tỏ vẻ ngày mai hắn sẽ tới tiếp nàng tham gia phong bế huấn luyện, Trần Phùng Tinh lại phi thường nhu thuận gật gật đầu. Hà Thành người bộ không phải chúng ta khai, đừng mỗi ngày thượng hot search, cấp khách diễn viên một ít thượng hot search cơ hội đi, có thể mà. Vài ngày nay Trần Phùng Tinh luôn luôn chiếm lấy ủy bộ học sớt, ly hôn càng là ở học sớt thượng, thật vất vả chu tử tu đi khu vui chơi nhiệt độ so Trần Phùng Tinh nhiệt độ còn muốn cao, thượng học sớt thứ nhất, lúc này Trần Phùng Tinh lại cùng chu tử tu cùng nhau xuất hiện ở khu vui chơi, còn cùng nhau chạy. Hót sức trực tiếp biến thành chu tử tu Trần Phùng Tinh khu vui chơi Trần Phùng Tinh thật nghiêm cẩn gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân hội rất ngoan ngoãn. Trên mạng về Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu đều ở khu vui chơi ngoạn, đã thành nóng nhất trọng tâm đề tài. Chu Tử Tu Phan Hậu Viện Hội chúng ta yêu đậu thật vất vả đi chơi một lần, kết quả ở trong khu vui chơi mặt nơi nơi chạy, giống chuyên môn đi khu vui chơi chạy bộ giống nhau. Trần Phùng Tinh Phan Hậu Viện Hội chúng ta Phùng Tinh sinh nhật đi khu vui chơi ngoạn A, bổng bổng bổng. Lạc điều ăn ngon ma ta hôm nay chơi đùa sơn xe thời điểm ngồi ở Trần Phùng Tinh bên cạnh. Rồi mới Trần Phùng Tinh giống như theo chúng ta ngồi không là một cái quá sơn xe, nàng đem quá sơn xe tỏa ra như đồng xe cảm giác. Bánh trứng ăn ngon ma Trần Phùng Tinh có độc a, ta quay đầu hỏi nàng có thể hay không cho ta một cái ký tên, nàng trả lời nàng không biết có thể hay không cho ta ký tên, nhưng là nàng biết, ta muốn là lại tiếp tục quay đầu, cổ hội đau. Ta là Trần Phùng Tinh đần độn phấn chỉ có ta cảm thấy chúng ta Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu rất xứng ma. Siêu cấp thích Chu Tử Tu. Trần Phùng Tinh Phan di ta là Trần Phùng Tinh đần độn phấn, đem ngươi này bình luận cắt bỏ thôi. Vì Trần Phùng Tinh, Trần Phùng Tinh vừa mới cùng thẩm cảnh vân ly hôn, phan đã nói Trần Phùng Tinh cùng Chu Tử Tu xứng, Trần Phùng Tinh phan là cao hứng, nhưng là Chu Tử Tu phan đâu? Tuy rằng Chu Tử Tu phan rất có tố chất, nhưng là sức chiến đấu cũng là rất mạnh, bọn họ thông thường đều sẽ phi thường lễ phép, rồi mới các ngươi vẫn là tỏ vẻ mặc kệ, rồi mới bọn họ sẽ cho ngươi minh bạch cái gì tên là phan sức chiến đấu. Trần Phồn Tinh một ngày này quá phấn khích, thẩm cảnh vân bên kia cũng coi như không sai. Ly hôn, nhưng là còn muốn công tác A, à, theo thẩm gia về công ty sau này, thẩm cảnh vân liền bắt đầu họp, luôn luôn tại vội, cuối cùng lâm thời quyết định muốn đi công tác một tháng. Về tới văn phòng thu thập này nọ thời điểm, di động ở trên bàn công tác mặt vang, hắn nhìn một chút, thấy được tên Trần Phùng Tinh, rồi mới liền đem di động cấp lấy lên. Chu Tử Tu Trần Phùng Tinh khu vui chơi người bình thường ly hôn liền ly hôn, chia tay liền chia tay. Nhưng là Trần Phùng Tinh là diễn viên a, tuy rằng không cái gì tác phẩm nhưng là có nổi tiếng a, cho nên thẩm cảnh vân này thuộc loại trước mặt thê ly hôn sau này, mỗi ngày đều có thể nhìn đến bản thân vợ trước tin tức. Trần Phùng Tinh hiện tại ở trên mạng liền thường xuyên thượng họp đợi đến Trần Phùng Tinh phát hỏa, kia không là tùy tiện thượng họp sức a. Chu Thịnh cùng Tạ Hiên hai cái vào thẩm cảnh vân văn phòng thấy hắn cầm chính mình di động ngẫn người, hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Tạ Hiên hỏi Cảnh Ca, chúng ta chuẩn bị cho ngươi khôi phục độc thân phái đối. Thẩm Cảnh Vân đã điểm mở Weibo, nhìn một chút liền đem di động cấp các trở về trên bàn. hắn nói, chờ ta đi công tác trở về đi. Tạ Hiên, đi công tác bao lâu? Thẩm Cảnh Vân, một tháng.